nó rất là đơn giản nữa. Thế Nếu nếu mà mà chúng trước ta đó chúng chúng ta ta phải tốn tốn rất rất nhiều nhiều thời thời gian gian tư tư vấn vấn thì thì bây bây giờ giờ nếu nếu mà mà khách khách hàng hàng nào nào họ 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 có có hỏi hỏi nào nào mà mà liên liên quan quan đến đến chủ chủ đề đề đó, đó, chúng chúng ta ta cũng cũng phải phải gửi gửi video video cho cho họ họ xem xem không, không, nếu nếu như như họ họ gửi gửi video video cho cho họ họ xem xem thì thì họ họ lại lại nghiện nghiện chúng chúng ta ta đúng đúng không, không, họ họ thấy thấy chúng chúng ta ta nói nói đúng đúng nên nên nó nó hay hay thì thì họ họ mua mua hàng hàng thì thì chúng chúng ta ta đúng đúng không, không, chúng chúng ta ta cho cho đi đi một một cái cái thông thông tin tin hữu hữu ích ích trước trước thì thì chúng chúng ta ta xây xây dựng dựng được được mối mối quan quan hệ hệ với với họ họ đúng đúng không không ạ, ạ, nên nên đó đó là là một một cái cái điều điều rất rất là là tuyệt tuyệt vời vời các các anh anh chị, chị, nên nên là là đầu đầu tiên tiên là là chúng chúng ta ta có có thể thể thu thu hút hút được được rất rất nhiều nhiều khách khách hàng, hàng, bởi bởi vì vì ai ai cũng cũng thích thích chơi chơi với với chúng chúng ta, ta, cái cái thứ thứ hai hai chúng chúng ta ta tối tối ưu ưu hóa hóa được được hiệu hiệu suất, suất, tức tức là là chúng chúng ta ta tiện tiện năng năng được được cái cái tỷ tỷ lệ lệ chốt chốt sale sale cao cao hơn hơn rất rất nhiều nhiều chứ chứ đúng đúng không, không, tại tại vì vì chúng chúng ta ta bán bán sản sản phẩm phẩm cộng cộng với với hướng hướng dẫn, dẫn, bởi bởi vì vì khách khách hàng hàng họ họ không không mua mua cái cái sản sản phẩm phẩm đâu, đâu, khách khách hàng hàng họ họ mua mua kết kết quả quả là là họ họ chơi chơi cá cá lóc lóc nó thật sự là happy, happy, cá cá lóc lóc nó nó mạnh mạnh khỏe khỏe và và họ họ sẽ sẽ cảm cảm thấy thấy thư thư giãn giãn mà, mà, thì thì anh anh ấy ấy là là tặng tặng thêm thêm một một cái cái bộ bộ combo combo hướng hướng dẫn. dẫn. Cái Cái điều điều tuyệt tuyệt vời vời thứ thứ hai, hai, thứ thứ ba ba nữa nữa là là gì gì ạ? ạ? Những Những người người mà mà họ họ chưa chưa gọi gọi là là họ họ tư tư vấn, vấn, chúng chúng ta ta ném ném video video cho cho họ họ xem, xem, chúng chúng ta ta ném ném video video cho cho họ họ xem xem thì thì họ họ cái cái tỷ tỷ lệ lệ chốt chốt sale sale nó nó sẽ sẽ cao cao hơn hơn rất rất nhiều nhiều đấy. đấy. Sao Sao ạ? ạ? Chúng Chúng ta ta tư tư vấn vấn gỡ gỡ video video cho cho họ họ xem xem họ họ tìm tìm hiểu, hiểu, họ họ thấy thấy nội nội dung dung chúng chúng ta ta hay hay trong trong cái cái video video đó. đó Các các chị chị hình hình dung dung một một cái cái điều điều này, này, cái cái nền nền tảng tảng nó nó rất rất là là hay hay ở ở chỗ chỗ là là các các chị chị hình hình dung dung là, là, khi khi mà mà ai ai đó đó xem xem cái cái video video của của chúng chúng ta ta nó nó sẽ sẽ có có xu xu hướng hướng nó nó học học được được cái cái hành hành vi vi ấy, ấy, nó nó sẽ sẽ phân phân phối phối nhiều nhiều nội nội dung dung cho cho họ. họ. Anh Anh chị chị hình hình dung dung là là ví ví dụ dụ như như giả giả dụ dụ như như các các anh anh chị chị lên lên một một cái cái YouTube YouTube nào nào đó, đó, các các anh anh chị chị xem xem một một cái cái video video YouTube YouTube của của họ họ nha. nha. Sau Sau đó đó các các anh anh chị chị có có thấy thấy rằng rằng là là khi khi chúng chúng ta ta lên lên YouTube YouTube nó nó đề đề xuất xuất cho cho chúng chúng ta ta những những cái cái video video của của họ họ tiếp tiếp theo theo không? không? Hoặc Hoặc là là ở ở trên trên Facebook Facebook Reel Reel hoặc hoặc là là trên trên TikTok TikTok như như vậy vậy không? không? Nếu Nếu mà mà đồng đồng ý ý thì thì comment comment cho cho Phú Phú là là số số 1 1 đi. đi. Nếu Nếu các các anh anh chị chị đồng đồng ý ý là là tự tự nhiên nhiên chúng chúng ta ta xem xem một một cái cái video video nào nào đó đó của trên trên YouTube YouTube hoặc hoặc trên trên bất bất kỳ kỳ nền nền tảng tảng nào nào đó đó của của một một cái cái thương thương hiệu hiệu đó đó và và chúng chúng ta ta xem xem nữa nữa hoặc hoặc là là xem xem hết hết video video thì thì chúng chúng ta ta thấy thấy là là đề đề xuất xuất nhiều nhiều hơn hơn không? không? Đấy Đấy là là điều điều tuyệt tuyệt vời vời là là như như vậy. vậy. Có Có nghĩa nghĩa là là nó nó sẽ sẽ giúp giúp cho cho ông ông ta ta là là việc việc là là chăm chăm sóc sóc cái cái hàng hàng lại lại nữa nữa các các anh anh chị. chị. Chăm Chăm sóc sóc họ họ lại lại và và họ họ và và như như vậy vậy nó nó bám bám được được cái cái hàng. hàng. Chăm Chăm sóc sóc cái cái hàng hàng thì thì như như vậy vậy chúng chúng ta ta có có phải phải là là tăng tăng cái cái lượt lượt khách khách hàng hàng đó đó quay quay lại lại ở ở mua mua sản sản phẩm phẩm không? không? Và Và cái cái điều điều tuyệt tuyệt vời vời nữa nữa là là những những người người mà mà chưa chưa mua mua hàng hàng ấy, ấy, chưa chưa mua mua hàng hàng thì thì sao sao ạ? ạ? Họ Họ chưa chưa mua mua hàng hàng thì thì sao sao ạ? ạ? Thì Thì chúng chúng ta ta gửi gửi video video lại lại cho cho họ họ xem, xem, chúng chúng ta ta chăm chăm sóc sóc họ họ lại lại tiếp. tiếp. Chưa Chưa mua mua hàng hàng bởi bởi vì vì như như nào nào ạ? ạ? Họ Họ chưa chưa nhận nhận đủ đủ giá giá trị trị từ từ mình mình các các anh anh chị. chị. Họ Họ chưa chưa mua mua hàng hàng bởi bởi vì vì họ họ chưa chưa nhận nhận đủ đủ giá giá trị trị từ từ mình. mình. Họ Họ chưa chưa tin tin tưởng tưởng mình mình thôi, thôi, có có hai hai lý lý do. do. Một Một là là chưa chưa nhận nhận đủ đủ giá giá trị trị từ từ mình mình hoặc hoặc là là chưa chưa nhận nhận được họ chưa họ thấy chưa mình thấy uy mình tín uy tín thôi. thôi. Thì Thì bây bây giờ giờ hoặc là hoặc là chưa chưa đủ đủ tiền tiền nhưng nhưng mà mà chưa chưa đủ đủ tiền tiền thì thì đến đến một một lúc lúc họ họ cũng cũng có có tiền tiền thôi. thôi. Vấn Vấn đề đề ở ở chỗ chỗ là là chúng chúng ta ta chưa chưa đủ đủ niềm niềm tin tin và và chưa chưa đủ đủ cái cái gì gì ạ? ạ? Chưa Chưa đủ đủ cái cái chưa chưa trao trao đủ đủ giá giá trị trị cho cho họ họ thôi. thôi. Thì Thì cái cái việc việc của của chúng chúng ta ta là là chúng chúng ta ta gửi gửi video. video. Phú Phú đang đang có có một một cái cái video video là là cá cá lóc lóc cảnh cảnh là là hay hay bị bị stress stress này này thì thì hướng hướng dẫn dẫn gửi gửi anh anh một một cái cái video video hướng hướng dẫn dẫn là là cá cá lóc lóc cảnh cảnh không không bị bị stress stress nữa, nữa, giải giải quyết quyết cá cá lóc lóc cảnh cảnh nó nó mạnh mạnh khỏe khỏe nó nó hăng hăng lên. lên. Cá Cá lóc lóc cảnh cảnh này này giống giống như như cá cá sim sim vậy vậy các các anh anh chị, chị nó nó có có thể thể nó nó đẹp đẹp như như cá cá sim sim vậy, vậy, nó nó rất rất là là ok ok thế thế thì thì các các anh anh chị chị hình hình dung dung là là�////////////////////
hình dung là video nó sẽ nằm trong tất cả hoạt động này và giúp cho cái case study này nó tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Và anh này thì cũng đã triển khai cho sau đó làm YouTube xong rồi làm các nền tảng khác. Và đặc biệt á, thì sau khi trao đổi thì Phú nhận ra rằng là cái kênh mà hiện tại tạo ra hiệu quả doanh số cao rất cao cho anh đó trong giai đoạn trước ấy, là giai đoạn mà Phú trao đổi ấy, là 70 đến 80% tới từ reel rồi các anh chị. Cái điều đó tuyệt vời các anh chị nha. Ok không ạ? Thế thì cái phương pháp đó là cái phương pháp mà Phú đang muốn nói với các anh chị là như vậy. Và nguyên nhân thứ hai mà nãy các anh chị đã nói, nguyên nhân thứ nhất là Phú ôn bài lại chút nhé. Nguyên nhân thứ nhất là các anh chị chưa có một cái big why đủ lớn, chưa có một cái tầm nhìn đủ lớn và cái mục tiêu rõ ràng để chúng ta đạt được mục tiêu đó. Và nguyên nhân thứ hai là các anh chị chưa chịu đốt thì các anh chị cứ trì hoãn à, chúng ta cứ làm theo kiểu nó theo kiểu là nửa đúng nửa nửa vời à. Thế là chúng ta làm nửa vời thì chúng ta sẽ có kết quả nửa vời thôi các anh chị, chả có cái kết quả gì hết. Chúng ta làm quyết tâm thì sẽ mang lại kết quả quyết tâm, chúng ta làm nửa vời thì chúng ta chỉ mang lại kết quả nửa vời thôi các anh chị. Thì thực tế ra là các anh chị đã từng nghe câu chuyện đốt thiền rồi đúng không anh chị? Đó là một cái đạo quân đúng không ạ? Một cái đạo quân á, là họ đi tấn công quân địch. Nhưng mà khi mà trước khi tìm hiểu á, thì họ nghĩ là quân địch nó rất là ít. Nhưng mà khi tới nơi rồi mới thấy là quân địch cực kỳ nhiều. Và bây giờ là không thể quay đầu lại nữa rồi. Thì á, người tướng quân đó mới mời á, đội quân là xuống dưới đất này và sau đó là ông tướng quân nó đốt thì bây giờ là không còn đường lui nữa rồi. Là như vậy phải chiến mà 100, 200, thậm chí 1000% như vậy. Và cuối cùng cái đội quân đó, cái lực lượng chỉ có bằng 1 phần 10 của quân địch thôi nhưng mà đã giành được chiến thắng. Bởi vì sao ạ? Họ không có đường lùi các anh chị ạ. Còn nếu như các anh chị vẫn làm theo kiểu nửa vời ấy, là không phải là điều đó, là video không phải là điều bắt buộc phải làm ấy. Phải làm cho bằng mọi giá. Thì như vậy á, là chúng ta vẫn mãi đi à. Cú đã từng gặp cái vấn đề này và gặp rất nhiều người bị vấn đề như này. Tại vì đó không
phải là điều bắt buộc phải làm nên chúng ta không đạt được. Các anh chị hãy nghĩ về điều này nhé. Một cái bài học mà Phú học được rất là Phú rất là tâm đắc từ người thầy của Phú là ông một người thầy của Phú, một cuốn sách rất là nổi tiếng, chắc anh chị đã biết là Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế của Adam Khu ấy. Thì ông có một cái chia sẻ rằng là bạn sẽ không đạt được bất kỳ điều gì bạn muốn nếu điều đó không phải là điều bắt buộc. Hãy suy nghĩ lại đi, cái thành tựu gì đó của anh chị ấy, trên các anh chị suy nghĩ lại, có phải là điều đó là cái điều mà anh chị phải bắt buộc phải làm cho bằng được không? Đúng không ạ? Chúng ta bắt buộc phải làm cho bằng được thì lúc đó chúng ta mới làm được ạ. Nên là cái phương pháp thứ hai các anh chị phải làm là ở đây các anh chị phải đốt thuyền, đúng không? Phải quyết tâm. Các anh chị hãy comment lại là đốt thuyền đi ạ. Cho là comment ở bên dưới là đốt thuyền đi ạ. Chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể đưa chúng ta một vào một cái thế khó. Chúng ta không thể trì hoãn được nữa. Đấy, chúng ta phải bắt buộc phải làm, phải xác quyết, đấy, phải bắt buộc phải làm cho bằng được, chứ không thể là trì hoãn được nữa. Thì hầu hết mọi người là trì hoãn hay không đạt mục tiêu, và Phú nói luôn, chính vì cái sự trì hoãn của các anh chị ngày hôm nay nên dẫn đến là chúng ta đã mất rất nhiều cơ hội. Các anh chị cứ nhớ đi, từ 2010 mà 2015 ấy nó có rất là mạnh, 2015 đến 2017 là thời kỳ hoàng kim của Facebook, cứ viết ad là thị trường một người bán là vạn người mua, mà viết ad là ra đơn thôi. Các anh chị ở đâu? Các anh chị vẫn ở đâu trong cái thị trường đó ạ? Chúng ta đã bỏ qua cơ hội hoàng kim với Facebook ad, Facebook bán hàng, Facebook pay ấy, 2017, 2015, 2017. Rồi 2017, 2019 ấy, thì chúng ta đã bỏ qua cơ hội với YouTube. Chúng ta đã bỏ qua cơ hội bởi vì chúng ta sao ạ? Chúng ta không đốt thuyền. Chúng ta không quyết tâm, không có bắt buộc phải làm. Mà chúng ta luôn trì hoãn, chúng ta cứ nói là ui, cái này khó lắm rồi, cái này không hợp với mình đâu, cái này là mình sợ lắm, mình sợ đứng trước công chúng lắm. Và mình tạo rất nhiều lý do để mình có thể trì hoãn. Mình tạo rất nhiều lý do để trì hoãn. Và anh chị thấy không ạ? Thì cái người mà họ làm trước á, họ đã giàu, rất giàu rồi các anh chị. Cái thứ hai nữa, giai đoạn mà TikTok, giai đoạn YouTube 2017, 2019 họ rất giàu rồi các anh chị ạ. Các anh chị có để ý là 2019, 2021 mà nếu mà anh chị làm TikTok ấy, thì anh chị đã giàu to luôn rồi. Thấy không? Chính vì chúng ta cứ trì hoãn, dậm chân tại chỗ nên chúng ta không có phát triển được các anh chị. Và nếu như á, các anh chị làm trong 2022 á, có rất nhiều học viên 2022 họ tạo ra doanh số rất lớn, qua reel ấy. Đấy chỉ là một case study thôi, nó còn cả chục và thậm chí nhiều chục từ những case study thành công như vậy. Đấy thì nếu mà chúng ta không nắm bắt cơ hội real bây giờ thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nhiều nữa đâu các anh chị ạ. Không còn cơ hội bởi vì bây giờ real nó đang là cái mỏ vàng rất là tuyệt vời, 2022 nó mới ra đời sau và nó cơ hội mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì vậy chúng ta phải xác quyết, phải làm nó cho bằng được. Đấy, phải bằng nó cho bằng được, chứ nếu không chúng ta lại một lần nữa bỏ qua cơ hội nữa. Chúng ta đã từng tiếc nuối rất nhiều với Facebook, tiếc nuối rất nhiều với YouTube, tiếc nuối rất nhiều với TikTok. Các anh chị có thấy rằng là các anh chị có công nhận với Phú rằng là chúng ta thấy rất nhiều người bạn của chúng ta thành công với TikTok mà chúng ta ước rằng là giá như hồi trước chúng ta làm sớm thì chúng ta cũng thành công như họ rồi đúng không? Các anh chị có công nhận điều đó không? Nếu mà các anh chị công nhận thì comment số 3 đi. Comment số 3 đi. Mẹ mình thấy nó làm mà dân số nó khiếp quá, mình thấy là ước gì ở đó mình làm giống như nó, ước gì mình quyết tâm mình làm thì mình đã thay đổi cuộc đời rồi. Ước gì ở đó mình kiên trì mình làm thì mình đã thành công rồi. Thấy nó làm mà mình mê luôn, những người xung quanh của mình thấy họ thành công đúng không ạ? Mình thấy ức, mình thấy tiếc nuối đúng không ạ? Thì bây giờ là cái thời điểm mà các anh chị hãy xem, nó không có nó không không có đường lùi nữa. Vậy sau reel là coi như các anh chị không còn đường lùi nữa, vì reel bây giờ nó giống như TikTok 2019 ấy. Các anh chị hình dung là như vậy. Thì bây giờ các anh chị hình dung nhé. Phú nói, Phú mô tả cho anh chị là thấy điểm đặc điểm của nó này. Các anh chị hình dung ấy, TikTok ở Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ nhờ hình dung là nhìn sang TikTok ở Trung Quốc là Douyin ấy. Đó, 2019 của Douyin ấy. Đó, 2019 của TikTok Việt Nam ấy. Thì bây giờ nó giống như reel á, bây giờ giai đoạn này nó giống như reel vậy. Thì anh chị hình dung như thế này nha. Các anh chị có thấy rằng là khi mà TikTok nó có cái gì thì Reel nó phát triển nó bước trước y chang như vậy không? Thời gian đầu TikTok nó ra video ngắn đúng không ạ? Thì bắt đầu là Facebook cũng ra video ngắn đúng không anh chị? Sau đó thì TikTok nó ra cái gì nữa? TikTok Shop đúng không ạ? TikTok Shop và thì các anh chị có thấy rằng là đã có thông tin là đã ra TikTok Shop và gắn link sản phẩm rồi chưa? Cũng có một cái video là livestream mà gắn link sản phẩm mà có thể mua link sản phẩm được tiếp rồi đó. Thì bây giờ là thằng TikTok, thằng Facebook nó cũng bước trước y chang như vậy. Tức là bây giờ nó chưa có cái TikTok ở có xin phép là xin lỗi nha. Tức là giai đoạn đầu á, của TikTok Shop ấy là nó chưa thằng TikTok nó chưa có mua trực tiếp ở trên TikTok
shop luôn, mà nó cần phải gắn link của Tiki, gắn link của Shopee, Tiki, Lazada vào hoặc là website vào, đúng không anh chị? Giai đoạn đầu của TikTok Shop ấy, anh chị có biết không ạ? Thì thằng bây giờ thằng Facebook cũng y chang như vậy. Đấy, chúng ta có thể gắn link vào. Và sau đó thì các anh chị thấy là TikTok Shop ấy, nó ra đời là có thể mua trực tiếp trên TikTok rồi, đúng không ạ? Thì năm nay là TikTok Shop, Real Shop nó cũng sẽ ra, Facebook Shop nó cũng sẽ ra rồi các anh chị. Facebook Shop nó ra rồi mà nó ở châu Âu thôi, chứ không phải là chịu, nó sẽ về Việt Nam các anh chị ạ. À, bây giờ trong năm nay thì nếu mà các anh chị mà không nắm bắt được cái xu hướng về Real và Real Shop và Real Live là livestream mà bán sản phẩm trực tiếp ấy, thì các anh chị rất là tiếc và rất là may mắn cho các anh chị là ngày hôm nay các anh chị đã đón bắt được những cái xu hướng mới. Và các anh chị thấy rằng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì hãy comment là tuyệt vời, nếu các anh chị thấy là tuyệt vời thì hãy comment là tuyệt vời nhé. Đấy, mà những nội dung của chia sẻ các anh chị tuyệt vời, hãy comment là tuyệt vời. Yeah, đúng không? À, phải làm nhé. Ok. Hãy, tôi nói rồi, nhìn TikTok ấy thì chúng ta hãy nhìn nhìn Facebook phát triển như thế nào á, xu hướng phát triển của Facebook như thế nào á, hãy nhìn TikTok. Hãy nhớ ghi lại nhé. Xu hướng của Facebook phát triển như thế nào thì hãy nhìn TikTok. Bởi vì thằng TikTok, thằng Facebook nó có hai triết lý rõ ràng. Cái thằng đối thủ với nó thì chỉ có hai con đường, một là tao mua lại mày, hai á là tao copy y chang của mày thôi. Hồi xưa đến giờ nó rất là rõ ràng rồi. Các anh chị thấy hồi xưa nó cũng lăm le, nó mua cũng muốn mua YouTube đi, nhưng mà YouTube to đâu có mua, thì nó ra tính năng gì? Facebook Watch khác gì so với YouTube đâu, Facebook Watch đấy. Nó copy y chang, thấy các anh chị, nó copy y chang, nó là bậc thầy về copy đấy, nó là bậc thầy về sao chép đấy, thậm chí sao chép còn hơn cái thằng chính nữa, khiến cho mấy thằng khác phá sản nữa đấy. Nên là các anh chị phải lưu ý cái điều đó. Real profile và real fanpage đều rất là tốt, các anh chị lưu ý nha. Thế thì Phú cũng chia sẻ về câu chuyện của Phú nhé, cái cách mà Phú đốc tiền như thế nào. Để trước đây thì Phú có hơn 7 năm kinh nghiệm làm agency về quảng cáo Facebook marketing, phòng marketing cho doanh nghiệp. Nhưng mà sau đó thì đến 2022 thì Phú nhận ra rằng là thị trường này nó quá cạnh tranh. Và bản thân Phú thì thứ nhất ấy, là cái đội ngũ của Phú đến mười mấy nhân sự, nhưng mà cái việc take care và hỗ trợ cho từng dự án cho nó chất lượng cao á thì nó bị giới hạn, và chỉ có 20 đến 30 dự án thôi, và doanh số thì nó cứ bị dậm chân tại chỗ. Và lúc đó thì Phú nghĩ đến giải pháp là cần phải đào tạo, phải bước sang cái lĩnh vực khác rồi, phải đào tạo, phải hướng dẫn, phải chuyển giao lại quy trình công nghệ cho người khác. Nhưng mà trong lúc mà Phú làm cả hai công việc á thì dẫn đến một cái việc là Phú thấy là nó rất là đau đầu và nó không có hiệu suất, không hiệu quả cái gì, nó rất đau đầu, nó là không không có hiệu suất, không hiệu quả. Mình làm cả hai cái, vừa làm đào tạo vừa làm đội ngũ, thì mình lúc mình đào tạo thì mình suy nghĩ đến cái việc mà làm agency về quảng cáo cho doanh nghiệp, mà lúc mình làm agency thì mình nghĩ về đào tạo, cái não mình nó giống như phân thân và mình làm như vậy nó không hiệu quả. Thế thì Phú mới bắt đầu là có một câu nói rất hay của ông bà mình đó, làm một nghề cho chính ấy, còn hơn là làm chính nghề ấy. Thì vừa sau đó thì năm 2023, 2023 là Phú chính thức là gần như là gần tất cả hoạt động về công ty agency về quảng cáo cho doanh nghiệp, và sau đó thì Phú mới tập trung vào cái lĩnh vực cho cái lĩnh vực là đào tạo và chuyển giao quy trình, lĩnh vực code, đúng không ạ? Thì có một cái điều tuyệt vời là khi mà Phú tập trung vào nó hơn thì nó càng phát triển. Các anh chị có công nhận là Phú có một cái quy luật là sự tập trung không? Cái gì mình càng tập trung thì cái đó càng phát triển. Các anh chị có đồng ý không? Nếu các anh chị đồng ý thì hãy comment cho Phú là số 4 nha. Cái gì càng tập trung thì cái đó càng phát triển, hãy comment số 4 nha. Ok, và sau đó thì Phú đã phát triển rất nhanh trong cái lĩnh vực của mình và tạo ra cái chỗ đứng trong cái lĩnh vực Reel. Phú có rất nhiều video lên xu hướng, Phú tiếp cận được nhiều khách hàng và Phú cũng tiếp cận được rất nhiều đơn hàng, thậm chí là những đơn hàng giá trị cao thông qua nền tảng Reel này. Chỉ khi thật sự là Phú tập trung vào nó và Phú xác quyết là không có đường lui nữa, tập trung vào nó và gần như nó là con đường duy nhất để Phú có thể phát triển, thì Phú tập trung hết nguồn lực vào nó. Chứ trước đây làm gì có thời gian để làm video các anh chị. Làm agency quản lý cho rất nhiều cái dự án, khách hàng cứ gặp vấn đề là họ ới Phú, họ cứ gọi Phú, họ đâu thích làm việc với người khác đâu, thích nhân viên đâu, họ cứ làm việc với chủ không à. Thì đó là thất bại của Phú, dẫn đến là Phú không có sức để làm nội dung, không thích làm video đâu. Sau khi Phú xác quyết, Phú từ bỏ đốt tiền đi, Phú tập trung vào cho Reel thôi, lúc đó sự nghiệp Phú mới chuyển biến vào sự khác, và đó mới là thứ mà Phú mong muốn, là khao khát, là Phú đang giúp đỡ cho nhiều người hơn, tạo ra giá trị cho rất là nhiều người. Và những kênh online của Phú, thậm chí những chương trình đào tạo của Phú đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho nhiều người và họ đã thành công. Ok không ạ? Rất nhiều người đã, họ tạo ra sự bứt phá rất nhiều trong cái việc họ làm về Reel. Và đây các anh chị sẽ thấy này, là Phú có rất nhiều học viên ở toàn quốc, mặc dù Phú đang ở Đà Nẵng nha. Bao nhiêu các anh chị đang ở Đà Nẵng? Hiện tại thì có anh chị nào đang ở Đà Nẵng không ạ? Nếu mà có Đà Nẵng thì comment là Đà Nẵng nha. Nếu như các anh chị đang ở Đà Nẵng hay comment là Đà Nẵng nha. Ok ạ. À.
Thì Phú đã có rất nhiều học viên và thậm chí là Phú có thể dành một tuần làm việc nó gần như tối đa hiệu suất với lại lĩnh lịch code 11 của Phú. Rất nhiều học viên họ liên hệ bởi vì họ tin tưởng Phú của chuyên gia trong lĩnh vực. Và Phú có những học viên thậm chí ở nước ngoài họ chưa gặp Phú, họ vẫn sẵn sàng họ trả tiền giá trị cao. Những ngân hàng giá trị cao họ trả tiền cho Phú để Phú có thể đào tạo cho họ. Và mới đây nhất thì cái lịch trình của Phú trong tháng 2 cũng khá là kín lịch. Anh chị sẽ thấy là gần như là full đúng không ạ? Và thời gian rảnh thì Phú lại dành thời gian để làm video để trao đi giá trị cho nhiều người khác, làm video để mình thu cái này tiềm năng mỗi ngày. Phú có một cái thần chú các anh chị có thể ghi lại nhé, Phú có một cái thần chú mà các anh chị nên xác quyết mỗi ngày nhé, các anh chị có thể ghi lại cái điều này nha: tôi liên tục gia tăng giá trị cho khách hàng bằng cách làm video mỗi ngày. Đấy, thông qua những video mỗi ngày tôi liên tục gia tăng giá trị cho khách hàng bằng việc làm video mỗi ngày. Và các anh chị hãy lưu ý về điều này, chúng ta liên tục gia tăng giá trị cho khách hàng, chúng ta liên tục trao đi, và khi đó thì đấy sẽ thu hút được nhiều người tiếp cận với chúng ta. Và chúng ta Phúc có hai cái trường hợp các anh chị sẽ suy nghĩ, các anh chị lựa: chúng ta quảng cáo là chúng ta trực tiếp đi tìm khách hàng á, thì chúng ta cửa trên hay cửa dưới các anh chị ạ? Comment ạ, cửa trên hay cửa dưới ạ? Nếu mà chúng ta quảng cáo chúng ta đi tìm tự tìm tới khách hàng, cửa trên hay cửa dưới ạ? Mẹ cửa dưới rồi, làm sao cửa trên được, mình đang cần họ mà đúng không ạ? Nhưng nếu như giống như Phú á, là khi Phú trao đi giá trị và khách hàng họ tự tìm tới Phú á, là cửa trên hay cửa dưới các anh chị, họ tự tìm tới để họ nhờ Phú giúp đỡ thì cửa trên hay cửa dưới ạ? Đó là vị thế Phú cao rồi, vị thế chuyên gia rồi, nên là các anh chị sẽ thấy rằng rất nhiều những học viên họ trả nhiều tiền để họ làm việc với Phú online ở những chương trình code ấy, họ trả nhiều tiền như vậy mà ở nước ngoài nữa họ chưa biết đến Phú, họ vẫn chẳng trả tiền bởi vì ở cửa trên các anh chị ạ. Anh chị hình dung là như vậy. Thì video là một cái phương tiện giúp chúng ta có thể tạo ra và bán hàng giá trị cao, và chúng ta có thể bán hàng ở vị thế cao, ở cửa trên cái này ạ. Cửa trên nên là chúng ta sẽ tạo được hiệu quả nhanh hơn, nên cái việc chúng ta chốt sale nó đơn giản lắm. Ok không ạ? Và đấy là cái điều mà các anh chị cần phải hình dung là như thế nhé. Ok ạ. Thế thì chắc hẳn là các anh chị cũng đã hiểu được là lý do tại sao chúng ta cần phải làm review ngay bây giờ đúng không ạ? Đấy, thì qua những nội dung này thì Phú lại một lần nữa Phú cho thấy là tại sao nó lại quan trọng như thế. Và thế thì câu chuyện đặt ra là reel là gì các anh chị? Reel á là nó không chỉ là một cái định dạng, nó là một cái phong cách thể hiện của bản thân của chúng ta. Phong cách ở đây là phong cách thể hiện bản thân nhé. Reel không chỉ là một định dạng, nó là một phong cách, nó là phong cách để chúng ta thể hiện được bản thân của chúng ta. Chúng ta không chỉ bình thường đâu, mà reel là một cái định dạng video ngắn cho phép chúng ta thể hiện phong cách của chúng ta, bản thân của chúng ta trên internet để chúng ta xây dựng thương hiệu ngay và luôn luôn. Đấy, các anh chị hình dung như vậy thì reel ở đây là thể hiện phong cách thông qua việc chúng ta phải dùng câu chuyện và viết tắt của reel là viết tắt của câu chuyện này, thể hiện cái tài năng của chúng ta. Chúng ta cần phải tương tác với khách hàng, chúng ta phải giúp khách hàng họ vượt qua những nỗi sợ và giúp cho họ đạt những kết quả họ mong muốn, thì đó mới là định hướng của reel. Mà nếu như chúng ta đi đúng về cái xu hướng của reel thì chúng ta sẽ đi thuận dòng nước đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi nhanh. Các anh chị có hình dung là với năm chữ viết tắt này hoàn toàn có thể tạo ra cái chiến lược chúng ta có thể làm. Có nghĩa là chúng ta bây giờ làm video chúng ta phải kể chuyện. Chúng ta cần phải thể hiện cái tài năng của chúng ta bằng thông qua việc chúng ta cho đi, chúng ta giúp đỡ khách hàng. Chúng ta cần phải tương tác với khách hàng của chúng ta. Chúng ta cần phải giúp họ vượt qua những nỗi sợ, chúng ta cần phải giúp họ vượt qua những cái nỗi đau, và chúng ta cần phải giúp họ đạt những kết quả gọi là unbelievable, bất ngờ luôn, không thể tin nổi, gây bất ngờ bằng cách là tạo những kết quả vượt cái mong đợi của họ. Các anh chị hiểu điều đó không ạ? Thì đó là cái định nghĩa về reel. Back to basic, hãy quay về với định nghĩa cơ bản nhất của reel để anh chị hiểu rằng là cách thức tiếp cận của reel là như vậy. Đấy là cái xu hướng và cách thức tiếp cận. Và nếu như anh chị làm đủ những yếu tố này, anh chị sẽ làm video sẽ vượt trội hơn 90% những người khác ở bên ngoài. Chúc mừng các anh chị, nếu như các anh chị đã học cái chương trình này thì các anh chị có thể làm vượt trội hơn 90%, 80% những người khác ở bên ngoài. Là điều tuyệt vời là như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng là reel là một cái phong cách thể hiện bản thân thông qua cái câu chuyện của chúng ta, thông qua những cái tài năng của chúng ta, cái năng lực của chúng ta, cái chuyên môn của chúng ta, và chúng ta phải đem cái đó đi giúp cho khách hàng, đó là giải quyết cái vấn đề cho họ, và chúng ta giúp cho họ đạt những cái quả vượt cái mong đợi của họ. Các anh chị thấy cái điều này hay ấy, thì hãy, đó là kim chỉ nam nha, đây là kim chỉ nam để phát triển reel. Thì hãy còn hãy thấy cái điều này hay thì hãy comment số 9 đi, nếu anh chị thấy điều này hay thì hãy comment số 9, và Phú sẽ uống miếng nước để giữ giọng và tiếp tục nói với anh chị. Ok ạ, đây là kim chỉ nam nha. Các anh chị hãy chụp màn hình này lại, và đó là kim chỉ nam trong mỗi video, chúng ta phải nhớ về điều đó.
mỗi video chúng ta lại cần bằng cách nào đó chúng ta phải kể chuyện, bằng cách nào đó chúng ta phải thể hiện được cái tài năng năng lực của chúng ta để giúp cho cái này, bằng cách nào đó chúng ta nói chuyện gần gũi tương tác với cái này, chúng ta phải tạo ra sự tương tác với họ, sự đồng cảm với họ. Quan trọng là sự tương tác và sự đồng cảm nha, chúng ta phải đồng cảm với cái vấn đề cái này, thể hiện cái cảm xúc ấy. Tương tác ở đây là một cái thể hiện về cảm xúc với họ đấy, cảm xúc với họ. Và chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải giúp cho họ vượt qua những nỗi đau, những nỗi sợ. Họ có quá nhiều nỗi sợ. Giống như các anh chị thì anh chị sẽ gặp những nỗi sợ gì? Tôi không có ý tưởng đâu, tôi không biết lách được đâu, tôi có ý tưởng nhưng mà tôi không biết cách thể hiện nội dung nó như thế nào. Tôi ngại đứng trước đông kinh lắm, giọng của tôi không hay. Vâng, tôi có rất nhiều lý do mà khiến cho tôi trì hoãn. Và những lý do đó nó giúp chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta là không có giờ đạt được những điều chúng ta muốn. Đúng không các anh chị? Thì Phú ở đây thì Phú làm gì? Phú giúp cho các anh chị vượt qua những nỗi sợ và giúp cho các anh chị có một cái lộ trình để các anh chị đạt được những kết quả mà các anh chị mong muốn. Ở đây các anh chị muốn là video triệu view. Nhưng mà triệu view làm gì? Các anh chị muốn chuyển đổi đơn hàng, các anh chị bán hàng, chúng muốn chị có một cái thương hiệu, một cái tài sản, một cái tài sản mà có thể tạo ra cái dòng tiền bền vững, đó là thương hiệu cá nhân của chúng ta để có thể phát triển lâu dài được. Nó không phải là ngày một ngày hai chúng ta có thể kiếm tiền thông qua thương hiệu cá nhân bằng cách rất nhiều cách và rất là lâu dài, đúng không các anh chị? Đó một cái tài sản của chúng ta mà. Thì đấy là cái lộ trình mà Phú sẽ mang lại cho các anh chị trong chương trình này, đúng không ạ? Thế là điểm khác biệt giữa TikTok và Reel như thế nào? Ngay cái tên thì các anh chị cũng đã hiểu rồi mà. TikTok ấy, định vị của nó là mạng xã hội về giải trí. Còn ấy, Facebook ấy, là mạng xã hội về kết nối giữa người với con người. Và cái gì mà liên quan đến sự kết nối ấy, thì nó sẽ dễ tạo ra chuyển đổi, đúng không các anh chị? Cái gì mà liên quan đến kết nối thì nó kết nối giữa con người với con người ấy. Thì kết nối thì họ sẽ dẫn đến là họ thích chúng ta cần tương tác với người người nào đó, chúng ta càng kết nối với họ thì có phải họ yêu thích chúng ta không, họ tin chúng ta thì cái việc chuyển đổi nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Thì Phú khảo sát sơ nhé, bao nhiêu các anh chị ở đây dùng ít nhất là 2 tiếng mỗi ngày để lên TikTok thì hãy comment số 1 nha. Còn nếu như chúng ta mà dùng 2 tiếng mỗi ngày hoặc thậm chí là 2 tiếng mỗi ngày để lên Facebook thì comment số 2 nha. Đã dùng ít nhất 1 đến 2 tiếng mỗi ngày lên TikTok thì comment số 1. Nếu mà chúng ta dùng ít nhất mỗi 2 tiếng đấy, anh chị thấy không ạ? Thấy không ạ? Cái số người mà chúng ta có thể xem và chắc chúng ta thấy số người là như thế nào, comment tiếp cho các chị, chúng ta có thể thấy rõ ràng là số người mà thực sự đặc biệt là những cái đối tượng mà chất lượng ấy, thì các anh chị sẽ thấy là nó nằm ở trên Facebook nó nhiều hơn, những người giàu ấy thì nó ở trên Facebook nhiều hơn, có tiền ấy ở trên Facebook nhiều hơn, vì ở đây là những chủ doanh nghiệp mà các anh chị ở đây đoàn là những người chủ doanh nghiệp mà, thì cơ bản các anh chị sẽ thấy là đa phần nó nằm ở trên Facebook nhiều hơn. Nên là nếu mà chúng ta bán hàng và chúng ta muốn tạo được chuyển đổi cao thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý cái điều đó. Và đây cũng có một cái video so sánh cái sự khác biệt và cái tiềm năng của 2 nền tảng đấy, của một cái học viên của Phú nhé. Đấy thì cho những người mới bắt đầu nha, thì cái nền tảng TikTok và nền tảng Reel thì nền tảng nào hiệu quả hơn? Đấy, nếu mà những người mới bắt đầu thì TikTok và Reel thì cái nào hiệu quả hơn? Đây, ngay nè. Trên Reel là nhanh hơn ở trên TikTok luôn á, hơn TikTok luôn. À, khách ở trên trên fanpage đổ về chỉ đổ về Zalo cũng nhiều lắm, nhắn tin mua hàng quá. Thì từ nãy giờ thì ngồi chỉ nhắn thì ngồi vừa học vừa nghe nhưng mà toàn nhắn tin trên Zalo khách không ạ. Tuyệt vời. Cũng mới làm có 1 tháng mà đã có video lên xuống mà được 3k follow, như vậy là có những cái video ấy cả trăm ngàn cả triệu lượt xem đúng không? Ba mấy ngàn em, ba mấy ngàn. Video chỉ có 3 mấy ngàn thôi các anh chị, mới làm 1 tháng 3 mấy ngàn. Và ngay tiếp này, 3 mấy ngàn rất là tốt rồi, như vậy là đã lên xuống tốt nha. Video lên là lên nhanh á, tự nhiên lên lên follow nhanh, có đúng chút chị làm cách đây 2 năm rồi nhưng mà không có được theo dõi, Chị làm 2 năm rồi, làm phương pháp truyền thống ý, là không có ai theo dõi luôn. không được theo dõi luôn, còn nhờ bạn bè nó vô theo dõi nhưng mà đâu có nhiều bạn bè, không có ít người đâu có nhiều đâu, nên là từ lúc mà chị đăng đã thì lên nhiều, ngày nào như bây giờ ngày nào cũng lên tầm cả 100 người, trăm hơn 100 người luôn, tóc có người ta cũng mò từ tóc qua rồi, nhưng mà đa phần ở TikTok người ta là mò qua fanpage, trong fanpage người ta mò qua Zalo đó. Quy trình là như vậy chứ, nhà chị thì cũng tại vì nhà chị bán sỉ mà. Dạ đúng rồi, thì thật ra là trên Facebook chỉ cần chị có chưa tới 1k follow cũng đã bán đùng 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 đơn rồi. Nhưng mà Đúng TikTok rồi. để mà 1k follow để bán hàng thì rất là ít. Và tỷ lệ mà mua đơn hàng mà nó lớn thì nó không bao nhiêu, số lượng người nó không nhiều. Chị nghĩ là nếu mà fan biết mà chị nghĩ là vậy đó, theo chị cảm giác như vậy luôn, bởi vì mấy hôm nay toàn là khách hàng ở trên fan biết không? Có khách hàng cho fan biết rồi. Không có thời gian để tư vấn cho khách chứ. Không có thời gian để tư vấn cho khách, mọi người thấy cảm giác không? Chỉ cần một cái video lên xu hướng mà không có thời gian để tư vấn cho khách. Đăng ở trên Reel là nhanh hơn ở trên TikTok luôn á, hơn TikTok luôn. Đấy thì các anh chị hình dung là ở đây là cái chị này đã thật sự là chị này đã đi sớm hơn các anh chị rồi đấy. Chị này chắc là tiếp cận với Phú từ cũng là giữa năm, chắc là đầu năm 2023 đấy, thì phát triển rất là nhanh. Bây giờ giai đoạn nó vẫn còn là rất là màu mỡ, bây giờ thì nó còn bây giờ nó khó hơn rồi.
Bây giờ reel thì nó khó hơn, các chị càng đi sâu ấy thì nó càng khó. Thì Các các anh anh chị chị hình hình dung dung đi ấy là không mấy biết các các anh anh chị chị ở ở đây đây đã đã có có ai ai mà mà đã đã từng từng chơi chơi coin coin hoặc hoặc là là chơi chơi bất bất động động sản sản rồi rồi các các chị chị thấy thấy một một điều điều rằng rằng là là càng càng vào vào sau sau là là càng càng nguy nguy hiểm hiểm hơn hơn các các chị. chị. Càng Càng vào vào sau sau thì thì cơ cơ hội hội càng càng ít ít hơn hơn không? không? Các Các chị chị có có thấy thấy điều điều đó đó không? không? Ủa, Ủa, hồi hồi nãy nãy các các anh anh chị chị có có thấy thấy cái cái màn màn hình hình video video của của Phú Phú không? không? Nãy Nãy các các anh anh chị chị có có thấy thấy màn màn hình hình video video Phú Phú không? không? Đấy, Đấy, các các anh anh chị chị hình hình dung dung rằng rằng là là khi khi mà mà chúng chúng ta ta làm làm khai khai thác thác mỏ mỏ vàng vàng ấy, ấy, các các chị chị hình hình dung dung là là khi khi mà mà khai khai thác thác mỏ mỏ vàng vàng ấy, ấy, mà mà ít ít người người ấy, ấy, thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ khai khai thác thác được được nhiều. nhiều. Còn Còn mà mà nhiều nhiều người người vào vào làm làm rồi rồi ấy, ấy, thì thì chúng chúng ta ta thậm thậm chí chí không không thể thể khai khai thác thác được, được, bởi bởi vì vì họ họ mạnh mạnh hơn hơn chúng chúng ta. ta. Họ Họ sức sức khỏe khỏe to to hơn hơn chúng chúng ta, ta, họ họ mạnh mạnh khỏe khỏe hơn hơn chúng chúng ta, ta, họ họ kinh kinh tế tế hơn hơn chúng chúng ta, ta, họ họ có có năng năng lực lực tốt tốt hơn hơn chúng chúng ta, ta, thì thì lúc lúc đó đó rất rất là là khó khó cạnh cạnh tranh. tranh. Nên Nên là là khi khi mà mà chúng chúng ta ta làm làm ấy, ấy, thì thì chúng chúng ta ta phải phải lựa lựa chọn chọn là là mà mà đi đi trước trước đô đô thủ thủ các các anh anh chị chị nhé. nhé. Phải Phải làm làm rất rất nhanh nhanh và và đi đi trước trước đô đô thủ. thủ. Bởi Bởi thời thời đại đại này này các các anh anh chị chị có có thể thể ghi ghi lại lại câu câu nói nói này. này. Cần Cần nhanh nhanh hơn hơn oai oai thì thì phải phải chiến chiến thắng thắng hơn hơn tốc tốc độ. độ. Nhưng Nhưng bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta quay quay trở trở lại lại với với TikTok. TikTok. Bây Bây giờ giờ chúng chúng ta ta làm làm TikTok TikTok cực cực kỳ kỳ khó khó bởi bởi vì vì đơn đơn giản giản đã đã có có quá quá nhiều nhiều người người làm làm rồi. rồi. Đúng Đúng không không ạ? ạ? Nó Nó có có quá quá nhiều nhiều người người làm làm rồi rồi thì thì có có nhiều nhiều người người họ họ xuất xuất sắc sắc hơn hơn chúng chúng ta, ta, họ họ đã đã làm làm tốt tốt hơn hơn chúng chúng ta ta rồi. rồi. Nhưng Nhưng mà mà có có nhiều nhiều người người họ họ làm làm TikTok TikTok nhưng nhưng họ họ chưa chưa biết biết làm làm reel. reel. Là Là cơ cơ hội hội nó nó mang mang lại lại đại đại dược dược xanh. xanh. Đại Đại dược dược xanh xanh nó nó ít ít người người làm làm mà mà chúng chúng ta ta cần cần phải phải làm làm ngay ngay các các anh anh chị chị hiểu hiểu không? không? Đấy Đấy thì thì đó đó là là cái cái điều điều mà mà Phú Phú muốn muốn nhấn nhấn mạnh mạnh là là như như vậy. vậy. Nè, Nè, nếu nếu mà mà với với người người mới mới bây bây giờ giờ cái cái nền nền tảng tảng Facebook Facebook vẫn vẫn là là rất rất là là ngon ngon các các anh anh chị chị phải phải làm làm nhanh. nhanh. Nhưng Nhưng mà mà nếu nếu như như mà mà đợi đợi thêm thêm một một thời thời gian gian nữa nữa thì thì còn còn lâu lâu các các anh anh chị chị ạ. ạ. Bây Bây giờ giờ nó nó khó khó hơn hơn người người trước trước đây đây nhiều. nhiều. Bây Bây giờ giờ mà mà đợi đợi thêm thêm một một thời thời gian gian nữa nữa thì thì có có thể thể là là anh anh chị chị phải phải mất mất rất rất nhiều nhiều thời thời gian gian công công sức sức đấy. đấy. Đấy, Đấy, các các anh anh chị chị lưu lưu ý ý cho cho Phú Phú là là này này đó. đó. Ok, Ok, thế thế thì thì đây đây là là những những cái cái vị vị trí trí đang đang reel reel nhé. nhé. Các Các anh anh chị chị hình hình dung dung là là có có những những vị vị trí trí đang đang reel reel nè. nè. Rồi, Rồi, chờ chờ Phú Phú một một lát lát nha. nha. Ok, Ok, thế thế thì thì đây đây các các anh anh chị chị sẽ sẽ thấy thấy là là tại tại sao sao á, á, tại tại sao sao mà mà bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta làm làm á, á, mà mà chúng chúng ta ta lại lại thấy thấy rằng rằng là là cái cái bài bài viết viết bình bình thường, thường, bài bài viết viết ngắn ngắn này, này, bài bài viết viết mà mà hoặc hoặc là là hình hình ảnh ảnh của của chúng chúng ta ta nó nó ít ít lực lực tương tương tác, tác, bởi bởi vì vì các các anh anh chị chị sẽ sẽ thấy thấy rằng rằng là là cứ cứ lướt lướt một một xíu xíu ở ở trên trên bản bản tin tin là là thấy thấy video video mà, mà, bản bản tin tin này, này, bản bản tin tin reel reel này, này, bản bản tin tin Facebook Facebook này, này, bản bản tin tin WhatsApp WhatsApp này này cũng cũng reel reel này, này, bản bản tin tin group group nó nó cũng cũng reel reel rồi. rồi. Đấy, Đấy, các các anh anh chị chị hình hình dung dung ấy, ấy, có có rất rất là là nhiều nhiều các các reel reel rồi. rồi. Tức Tức là là bây bây giờ giờ là là nó nó ưu ưu tiên tiên cho cho reel reel mà mà 80 80 đến đến 90% 90% là là reel, reel, nên nên là là các các chị chị không không làm làm thì thì rất rất là là chậm chậm rồi. rồi. Bây Bây giờ giờ thật thật sự sự với với nó nó là là các các anh anh chị chị đã đã làm làm thì thì cũng cũng rất rất là là chậm chậm rồi rồi đấy, đấy, rất rất là là chậm chậm so so với với 2023 và 2022 rồi, đã chậm rồi. Nhưng Nhưng mà mà chậm chậm á, á, mà mà còn còn hơn hơn á, á, chậm chậm thì thì mình mình có có cái cái giá giá và và chậm, chậm, tức tức là là chậm chậm thì thì mình mình cần cần phải phải có có cái cái con con đường đường đi đi nhanh nhanh hơn, hơn, có có lộ lộ trình trình đúng đúng đắn đắn hơn. hơn. Thế Thế thì thì mình mình phải phải rút rút được được kinh kinh nghiệm nghiệm từ từ những những người người đi đi trước, trước, từ từ những những người người mở mở đường đường thì thì mình mình phải phải rút rút được được kinh kinh nghiệm nghiệm của của họ. họ. Thế Thế thì thì ngay ngay cả cả chậm chậm các các anh anh chị chị cũng cũng phải phải làm, làm, ngay ngay cả cả chậm chậm thì thì các các anh anh chị chị cũng cũng phải phải làm. làm. Nhưng Nhưng bây bây giờ giờ mình mình phải phải kiên kiên trì trì hơn hơn họ, họ, để để thằng thằng nào nào lay lay hơn hơn thì thì kiếm kiếm được được nhiều nhiều tiền tiền hơn hơn thôi. thôi. Chứ Chứ còn còn không không thể thể không không làm, làm, bởi bởi vì vì khách khách hàng hàng nền nền tảng tảng đều đều phải, phải, rõ rõ ràng ràng giáo giáo dục dục qua qua video video mà mà mình mình không không làm làm thì thì chỉ chỉ có có mình mình đào đào thải
thải thôi, chứ không ai đào thải hết, chỉ có mình bị đào thải thôi. Ok không ạ? Thì Đây đây là là cái cái phong phong cách cách của của Reel Reel này, này, được được nền nền tảng tảng để để đây đây là là cái cái tài tài liệu liệu của của nền nền tảng tảng nhé. nhé. Một Một cái cái phong phong cách cách của của Reel Reel nó nó cần cần phải phải tạo tạo ra ra sự sự đồng đồng cảm cảm với với khách khách hàng, hàng, đây đây nãy nãy giống giống như như cái cái từ từ nãy nãy Vũ Vũ nói nói đó, đó, một một cái cái thước thước phim phim nó nó cần cần phải phải làm làm dễ dễ hiểu, hiểu, nó nó có có tính tính giải giải trí trí một một chút, chút, hoặc hoặc là là nó nó mang mang lại lại cái cái sự sự ngạc ngạc nhiên, nhiên, sự sự thú thú vị vị thì thì nó nó càng càng tốt. tốt. Nên Nên là là cái cái chữ chữ mà mà Reel Reel hồi hồi nãy nãy là là viết viết tắt tắt của của năm năm cái cái từ từ khóa khóa nó nó rất rất là là quan quan trọng trọng nha. nha. Đây, Đây, Reel Reel thì thì các các anh anh chị chị cũng cũng sẽ sẽ thấy thấy rằng rằng là là nó nó cũng cũng có có định định dạng dạng là là chính chính như như 16 16 bình bình thường. thường. Nhưng Nhưng ở ở đây đây thì thì các các anh anh chị chị sẽ sẽ làm làm cái cái nội nội dung dung ấy. ấy. Các Các nó nó có có một một cái cái phần phần là là thiết thiết kế kế vùng vùng an an toàn toàn này này các các anh anh chị. chị. Vùng Vùng an an toàn toàn ấy. ấy. Thì Thì ví ví dụ dụ khi khi mà mà chúng chúng ta ta làm làm nội nội dung dung ấy, ấy, cái cái phần phần xanh 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 này này đây đây là là cái cái vùng, vùng, đây đây là là những những cái cái nội nội là là các các nút nút bấm bấm hoặc hoặc là là các các nội nội dung dung thông thông tin. tin. Thì Thì nếu nếu như như chúng chúng ta ta làm làm ở ở đây đây ấy, ấy, thì thì thông thông điệp điệp nữa, nữa, chúng chúng ta ta quay quay video video thông thông điệp điệp ở ở đây đây ấy, ấy, thì thì nó nó sẽ sẽ bị bị gọi gọi bị bị che che đi. đi. Thì Thì đây đây là là chúng chúng ta ta những những cái cái gì gì chính chính ấy, ấy, chúng chúng ta ta sẽ sẽ quay quay ở ở trong trong cái cái ô ô trắng trắng này này nè nè các các chị chị nha. nha. Cái Cái gì gì mà mà liên liên quan quan chính chính thì thì chúng chúng ta ta làm làm ở ở đây đây nha. nha. Đấy, Đấy, chúng chúng ta ta phải phải làm làm nữa nữa ở ở đây đây thì thì nó nó phát phát hiện hiện được được rõ rõ hết. hết. Còn Còn mình mình chúng chúng ta ta làm làm với với nút nút bấm bấm này này nó nó bị bị che che mất mất nên nên là là không không hiểu hiểu quả. quả. Cái Cái thứ thứ hai hai này này chúng chúng ta ta có có thể thể dùng dùng cái cái nhạc nhạc của của nền nền tảng tảng nữa, nữa, nó nó có có một một cái cái kho kho nhạc nhạc riêng riêng của của nền nền tảng tảng luôn. luôn. Thì Thì các các anh anh chị chị phải phải lưu lưu ý ý cái cái đó. đó. Các Các bao bao nhiêu nhiêu các các anh anh chị chị đã đã biết biết là là kho kho nhạc nhạc riêng riêng của của nền nền của của thiết, thiết, của của Facebook Facebook rồi. rồi. Các Các anh anh chị chị có có biết biết làm làm reel, reel, tự tự làm làm một một video video reel reel ở ở trên trên Facebook, Facebook, Facebook Facebook, reel reel luôn luôn không? không? Một Một cái cái video video ở ở trên trên Facebook Facebook reel reel luôn luôn không? không? Đấy Đấy thì thì đấy đấy là là cái cái điều điều rất rất là là đặc đặc biệt. biệt. Facebook Facebook nó nó cũng cũng có có một một tính tính năng năng cho cho phép phép chúng chúng ta ta tự tự làm làm video. video.
chúng ta chỉ cần up ảnh lên là đã có thể làm rồi. Đấy, đấy. đây. Thế thì Thế quay quay trở trở lại lại là ok ok thì thì thế thế thì thì có có những những cách cách nào nào để để chúng chúng ta ta có có thể thể kiếm kiếm tiền tiền từ từ reel reel từ từ video video ngắn ngắn nha? nha? Thì Thì thứ thứ nhất nhất ấy, ấy, là là nếu nếu như như các các anh anh chị chị đi đi theo theo con con đường đường ấy, ấy, có có thể thể là là con con đường đường giống giống như như cái cái bà bà mà mà ở ở Mỹ Mỹ ấy, ấy, bà bà bóc bóc phốt phốt chồng chồng ấy, ấy, có có nghĩa nghĩa là là chúng chúng ta ta cần cần phải phải xây xây dựng dựng nhiều nhiều nội nội dung dung và và nhiều nhiều nội nội dung dung lên lên sướng sướng thì thì chúng chúng ta ta có có thể thể kiếm kiếm tiền tiền nền nền tảng tảng bằng bằng cách cách là là nền nền tảng tảng nó nó sẽ sẽ trả trả tiền tiền chúng chúng ta ta thông thông qua qua quảng quảng cáo cáo trong trong lùm lùm hoặc hoặc là là fan fan nó nó sẽ sẽ donate donate chúng chúng ta. ta. Cái Cái thứ thứ hai hai ấy, ấy, chúng chúng ta ta có có thể thể làm làm giống giống như như quyền quyền leo, leo, chúng chúng ta ta bán bán sản sản phẩm phẩm tiết tiết thị thị liên liên kết kết và và chúng chúng ta ta sẽ sẽ kiếm kiếm được được tiền tiền đúng đúng không không ạ? ạ? Kiếm Kiếm tiền tiền qua qua affiliate affiliate marketing marketing có có nghĩa nghĩa là là chúng chúng ta ta không không cần cần phải phải có có sản sản phẩm, phẩm, chúng chúng ta ta không không cần cần phải phải sản sản xuất xuất ra ra sản sản phẩm phẩm mà mà chúng chúng ta ta đi đi lấy lấy cái cái sản sản phẩm phẩm của của người người khác khác về về chúng chúng ta ta thương thương mại mại chúng chúng ta ta bán bán thôi thôi đúng đúng không không ạ? ạ? Đấy, Đấy, và và sau sau đó đó chúng chúng ta ta quảng quảng cáo cáo thôi thôi và và sau sau đó đó là là nếu nếu như như bán bán được được hàng hàng ấy ấy thì thì họ họ sẽ sẽ trả trả hoa hoa hồng hồng chúng chúng ta ta đấy đấy thì thì chúng chúng ta ta làm làm một một cái cái khâu 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 là là marketing marketing bán bán hàng hàng thôi thôi và và có có sản sản phẩm phẩm ấy ấy nếu nếu như như họ họ mua mua hàng hàng ấy ấy thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ được được trả trả thưởng thưởng ok ok không không ạ? ạ? Và Và sau sau đó đó thì thì chúng chúng ta ta có có thể thể làm làm KOL, KOL, KOC KOC để để chúng chúng ta ta có có thể thể là là quảng quảng cáo cáo giống giống như như phạm phạm thoại thoại để để họ họ booking booking đi đi quảng quảng thạo, thạo, quảng quảng cáo cáo đúng đúng không? không? Đấy, Đấy, và và cũng cũng có có thể thể là là booking booking như như Hà Hà Linh Linh để để họ họ sẽ sẽ trả trả tiền tiền cho cho chúng chúng ta ta để để chúng chúng ta ta quảng quảng cáo cáo thương thương hiệu hiệu của của họ, họ, livestream livestream cho cho họ. họ. Rồi, Rồi, và và cái cái cách cách mà mà ngày ngày hôm hôm nay nay là là Phú Phú tập tập trung trung chính chính vẫn vẫn là là cái cái nội nội dung dung là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ bán bán hàng hàng và và kiếm kiếm tiền tiền thông thông qua qua việc việc là là chúng chúng ta ta xây xây dựng dựng thương thương hiệu hiệu cá cá nhân nhân và và chúng chúng ta ta bán bán hàng hàng mới mới là là chính chính nha. nha. Cái Cái cốt cốt ở ở đây đây là là chúng chúng ta ta sẽ sẽ tập tập trung trung vào vào xây xây dựng dựng thương thương hiệu hiệu cá cá nhân nhân và và bán bán hàng hàng nhé. nhé. Ok, Ok, thế thế thì thì đây đây là là những những cái cái study study thực thực tế tế mà mà Phú Phú đã đã triển triển khai khai cho cho rất rất nhiều nhiều học học viên viên của của mình. mình. Các Các chị chị thấy thấy là là dạy dạy con con từ từ ngữ, ngữ, nếu nếu mà mà các các anh anh chị chị nào nào mà mà đã đã từng từng có có con con trong trong độ độ tuổi tuổi mà mà mẹ mẹ bị bị sữa sữa thì thì chắc chắc anh anh chị chị sẽ sẽ biết biết đến đến kênh kênh dạy dạy con con từ từ ngữ. ngữ. Chỉ Chỉ với với dạy dạy con con từ từ ngữ ngữ thôi thôi mà mà kênh kênh này này tiếp tiếp cận cận được được hơn hơn là là 10,5 10,5 triệu triệu khách khách hàng hàng trên trên một một tháng tháng và và tạo tạo ra ra rất rất nhiều nhiều đơn đơn hàng, hàng, thậm thậm chí chí tạo tạo ra ra doanh doanh số số cực cực kỳ kỳ khủng, khủng, trên trên 1 1 tỷ tỷ lên lên các các anh anh chị. chị. Đấy Đấy là là cái cái điều điều mà mà rất rất là là tuyệt tuyệt vời vời từ từ cái cái việc việc một một cái cái vấn vấn đề đề rất rất nhỏ nhỏ là là dạy dạy con con từ từ ngữ ngữ thôi thôi hoặc hoặc có có thể thể tạo tạo ra ra doanh doanh số số và và tạo tạo ra ra tiền tiền rồi. rồi. Các Các anh anh chị chị có có đấy, đấy, và và đặc đặc biệt biệt nữa nữa là là các các anh anh chị chị có có cái cái lĩnh lĩnh vực vực khác khác này này nhé. nhé. Thế Thế thì thì Phú Phú đã đã giúp giúp cho cho rất rất nhiều nhiều người người và và Phú Phú tin tin chắc chắc là là có có thể thể hỗ hỗ trợ trợ cho cho các các anh anh chị. chị. Đấy, Đấy, lĩnh lĩnh vực vực mỹ mỹ phẩm phẩm Kim Kim My My thì thì kênh kênh này này họ họ làm làm trên trên TikTok TikTok nhưng nhưng mà mà không không có có sự sự viral viral các các anh anh chị. chị. Nó Nó không không có có sự sự tương tương tác tác gì gì cả. cả. Nó Nó không không có có lên lên sướng sướng nhưng nhưng mà mà làm làm trên trên Facebook Facebook thì thì rất rất nhiều nhiều video video lên lên sướng, sướng, cắn cắn ha. ha. Rất Rất nhiều nhiều video video lên lên mấy mấy trăm trăm ngàn ngàn lượt lượt xem xem và và rất rất nhiều nhiều cái cái khách khách hàng hàng họ họ liên liên hệ hệ ở ở đây, đây, tin tin nhắn nhắn nó nó nhảy nhảy hàng hàng giờ, giờ, hàng hàng giây giây các các anh anh chị chị ạ. ạ. Đấy, Đấy, rất rất nhiều nhiều cái cái sự sự tương tương tác, tác, rất rất nhiều nhiều tin tin nhắn nhắn nha. nha. Ok, Ok, rồi rồi Doctor Doctor Ken Ken chị chị liệu liệu bạn bạn này này là là kênh kênh mới mới hoàn hoàn toàn toàn xây xây từ từ con con số số 0 0 luôn. luôn. Họ Họ có có những những video video triệu triệu view view và và họ họ có có nhiều nhiều video video khác khác nữa. nữa. Kênh Kênh của của họ họ tăng tăng trưởng trưởng cực cực kỳ kỳ nhanh nhanh mà mà khiến khiến cho cho họ họ có có rất rất nhiều nhiều video video lên lên sướng sướng tiếp tiếp theo theo và và họ họ có có rất rất nhiều nhiều khách khách hàng hàng mặc mặc dù dù một một cái cái người người mới 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 khởi khởi nghiệp nghiệp luôn. luôn. Rồi Rồi kênh kênh xây xây dựng dựng họ họ có có được được đơn đơn hàng 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 tỷ tỷ mốt mốt đây, đây, kênh kênh mà mà Nại Nại Phú Phú nói nói đây, đây, họ họ chỉ chỉ có có một một ca ca follow follow thôi, thôi, họ họ vẫn vẫn có có thể thể tạo tạo ra ra đơn đơn hàng hàng tỷ tỷ mốt mốt họ họ có có những những video video triệu triệu view. view. Đấy, Đấy, và và các các anh anh chị chị sẽ sẽ thấy thấy rằng rằng rất rất nhiều nhiều cái
video khác lên sướng nữa, hoặc là kênh mỹ phẩm, kênh thẩm mỹ. Thẩm mỹ họ có rất nhiều video chị view đấy, ở kênh thẩm mỹ thôi, thẩm mỹ cho bé nhé, thẩm mỹ cho cô bé. Rồi hoặc là đây một cái sản phẩm giá trị cao, họ vẫn có những video xu hướng và họ tạo ra lượng traffic rất lớn. Cái kênh này ban đầu chỉ có 1k follow thôi trước khi họ phú, thì sau này thì đã được đến 30 mấy ngàn follow rồi, tăng trưởng rất nhanh. Và tuyệt vời nữa là kênh này là kênh chấm hoa thôi, làm hoa handmade của em gái Phú, đây em gái ruột Phú luôn, thì vẫn có được cái video, rất nhiều video lên sướng ở trên Reel và trên TikTok nữa. Đấy thì cái thị trường Reel rất là màu mỡ anh chị. Đây hoặc là cái này không cần có nhiều video hàng chục triệu view đâu, hàng triệu view đâu, video chỉ cần có mấy ngàn lượt view thôi, mấy chục ngàn thôi, mấy ngàn như thế này cũng đã tạo được chuyển đổi rồi. Đây họ đã ốp đơn, họ không thể phục vụ nổi về những cái đơn hàng thì kiểu là mâm, những cái mâm cúng, mâm mâm cúng chay á, mâm ăn chay á, thì đó là ốp đơn, họ có cái đơn hàng rất khủng và tạo ra những cái kỷ lục rất là lớn cho họ. Thế thì ở đây các anh chị hình dung là ngay cái phương pháp mà Phú đang nói ở đây ấy, là cái phương pháp giúp cho các anh chị có thể là tạo ra hiệu quả. Cái trường phái sát thủ video ngắn, nó sẽ tập trung sát thủ video reel, nó sẽ tập trung vào chuyển đổi, tập trung vào việc là chúng ta sẽ tạo ra hiệu quả đơn hàng ngay cả khi chúng ta làm với một vài ngàn follow hoặc là vài ngàn lượt xem thôi, giống như cây này, giống như ăn lạc tâm này. Thì Phú cho cái cây này ra để làm gì ạ? Phú cho các anh chị thấy được nhiều cái nội dung như này để làm gì ạ? Có nhiều học viên hỏi Phú là, có nhiều bạn hãy hỏi Phú là, ô video của anh mới thấy cái nội dung của ông này này. Bất động sản thì có làm được không thầy? Thế câu hỏi này là một câu hỏi mà Phú nghĩ là các anh chị phải suy nghĩ lại đó. Nếu mà các anh chị còn đáng lẽ có ra câu hỏi của anh chị là làm thế nào để nó hiệu quả thì đúng hơn. Giờ mình hỏi là có làm được hay không thì Phú nói là không. Vì mình nghĩ trong cái đầu của mình, cái niềm tin của mình là không làm được.
nên mình mới hỏi là có làm được hay không. Thì cuối cùng là mình không làm. Thế thì mình nói xuống đó luôn là không làm được. Đấy. Đấy là các anh chị phải lưu ý là như vậy. Trong mình phải hỏi câu hỏi khác. Cái tư duy mình phải hỏi câu hỏi khác. Ở đây ấy, là trong bất kỳ lĩnh vực nào các anh chị cũng có thể bán được hàng hết. Vẫn sẽ có những người thành công trong lĩnh vực của mình. Nên là công thức này là công thức mà áp dụng trong mọi lĩnh vực luôn. Từ bất động sản cho đến bất kỳ lĩnh vực nào xây dựng vài tỷ đến vài chục tỷ thì tất cả lĩnh vực đều phải làm video, vì đó là xu hướng bắt buộc. Người dùng khách hàng ở đâu thì chúng ta phải ở đó, nên chúng ta bắt buộc phải làm. Còn nếu như trong lĩnh vực của chúng ta mà nó chưa có nhiều người làm thì đó là cơ hội của chúng ta, vì khách thị trường là khách hàng càng nhiều mà ít người làm á thì cái hiệu quả chuyển đổi chúng ta càng cao. Đó là lý do của nó là những cái ngành xây dựng ấy, đáng ngành xây dựng mà Phú có cái bạn ấy, là bạn của Phú là nhờ nhà tôi làm cơ khí, nó có cái kênh là 100 mấy chục ngàn follow, nó và chỉ có 1 năm thôi. Vì xây dựng là ít người làm, hầu hết mọi người làm xây dựng mọi người cứ nghĩ là xây dựng thì chủ yếu là truyền miệng thôi, chứ làm sao mà làm internet thì họ chuyển đổi và mua hàng được mấy tỷ, làm sao mà mua được. Họ hay nói với Phú là như vậy, họ có quá nhiều lý do để họ có thể trì hoãn. Anh chị hiểu nhưng mà dung nè, mà khách hàng bây giờ họ ở trên internet mà 85 84 45% nên anh chị phải nhớ về cái điều đó, là bất kỳ lĩnh vực nào và công thức này có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ mọi ngành hàng mà anh chị có thể làm được nhé. Hãy nhớ vì đó đó là nguyên tắc cốt lõi, đó là quy luật, chứ Phú không phải nói về những cái thủ thuật hay là những cái nguyên tắc của bắp hay nhá, nó không phải là thủ thuật, đây là một cái nguyên tắc là quy luật để các anh chị hình dung là như thế. Thế thì hồi nãy giờ á, là Phú giống như là giúp cho các anh chị hiểu rõ về những cái tại sao chúng ta cần phải làm real, tại sao lý do tại sao chúng ta thất bại đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đến phần how này. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cách làm này, làm sao để tạo ra những video hàng trăm triệu, hàng triệu follow này, hàng tài khoản hàng trăm ngàn cho đến hàng triệu follow này, đấy hàng triệu view này. Thì đây bây giờ là con đường cầm đường cầm gọi là cầm đèn chạy chiếc ô tô làm gì, đấy phải đi từ từng tự từng bước chứ. Tư duy mình không vững thì làm sao mình làm được những cái phần tiếp theo đúng không ạ? Các chị em dùng như thế. Các anh chị tiếp tục nhé. Năm con đường huyền thoại để tạo ra những cái tài khoản hàng ngàn đến hàng triệu follow nhé, hàng ngàn đến hàng triệu follow nha, thậm chí hàng trăm ngàn đến hàng triệu follow trong thời gian ngắn và có rất nhiều video lên xuống. Cái con đường đầu tiên, con đường này là dành cho những bạn mà có tài năng một chút, cơ bản là có tài năng một chút là chúng ta phải hot boy, hot girl, xinh đẹp, hát nhảy múa, biến hình giỏi thì cái video sẽ lên xuống đúng không ạ? Nó dễ lên xuống hơn. Đấy thì nếu mà chúng ta có nhan sắc, chúng ta đẹp thì chúng ta có thể làm cái dạng này. Đúng không? Chúng ta có thể là hát hay, chúng ta có một cái tài năng gì đó chơi nhạc hay thì chúng ta sẽ lên xuống, đó là chúng ta sẽ đi từ con đường là hot boy, hot girl, một cái tài năng gì đó chúng ta làm ở trên online thì chúng ta sẽ có thể bán được hàng, à quên, có thể làm được những video trăm ngàn view, đấy, trăm ngàn view đến triệu view, đấy, giống như cái trang của bạn Trần Thanh Tâm này, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu cần cần cớ, kiểu cần cậu cơ, đấy, ví dụ như vậy, thì cái video này là lên viral rất nhanh và cái kênh của bạn ngay lập tức tăng follow rất mạnh. Đây cách rất là đơn giản là vậy, chúng ta trở thành hot boy hot girl đúng không ạ? Đây cái con đường huyền thoại đầu tiên, con đường thứ hai mà con đường huyền thoại này là gần như tất cả những TikToker, YouTuber, những người thành công ở trên internet ở trên video đều áp dụng nha. Năm con đường này chỉ có 5 con đường thôi, các chị yên tâm. Thì Phú sẽ tổng hợp ra 5 con đường mà các chị thấy con đường nào phù hợp thì cứ làm nhé. Có thể kết hợp một vài con đường với nhau. Con đường thứ hai là con đường này theo kiểu là diễn có kịch bản một chút. À, chúng ta làm cái việc là kiểu nhân văn, hài hước, ý nghĩa là người tốt làm việc tốt này, cuộc sống gia đình vợ chồng đấy, cái kiểu như vậy. Chúng ta sẽ nói về việc là chủ tịch là giả nghèo và cái kết để dạy cho họ một bài học. Và chúng ta nói về việc từ thiện. Đấy là con đường mà theo kiểu diễn có kịch bản mà theo kiểu là người tốt làm việc tốt. Đấy, chúng ta sẽ hướng tới cái điều đó. Đấy thì đây hoặc là làm từ thiện dọn vệ sinh, đấy là những cái công việc tốt ấy. Thì đó cũng là cái mà rất là dễ lên xuống. Đấy, con đường thứ hai nha, diễn có kịch bản. Đấy. Con đường thứ ba, đây là con đường mà em gái Phú đã tạo ra những kênh TikTok mà 54.000 follow và kênh Reel đã có rất nhiều video lên xuống. Thì ở đây á, là kênh Reel của nó rất nhiều video xuống và rất nhiều người khách hàng họ liên hệ đến nó. Thì ở đây là em gái Phú luôn nhá. Mọi người có thấy ai bên đây không ạ? Mọi người có thấy ai đây không ạ? À, trên hình nhìn đẹp hơn đúng không anh chị? À, trên hình ảnh nhìn đẹp hơn đúng không ạ? Do là Phú có dùng AI để chỉnh sửa đấy. À, nhìn Phú đẹp trai hẳn nha. Đấy, các anh chị có công nhận là trên là Phú đẹp trai không? Đấy, công nhận là trên hình là Phú đẹp trai không ạ? Nếu mà công nhận thì hãy tương tác với Phú cho vui đi. Tương tác số 5 nhé. Nếu mà thấy là Phú đẹp trai thì comment số 5 nha. Ok. Nếu mà thấy đẹp trai thì comment số 5 nha. Ok, đây là con đường mà Phú đang nói ở đây á. Vừa chưa có ai comment luôn à.
Mọi người comment vào cho Phú có động lực nè. Ủa Ủa không không thấy thấy Phú Phú đẹp đẹp trai trai à? à? Chết Chết đấy. đấy. À À có có có. có. Mày Mày là là vẫn vẫn có có đẹp đẹp trai. trai. Ok. Ok. Về Về đây đây là là con con đường đường cắt cắt ghép ghép sáng sáng tạo tạo này này có có nghĩa nghĩa là là các các anh anh chị chị hình hình dung dung ấy, ấy, các các anh anh chị chị có có nghe nghe nhạc nhạc Remix Remix chưa? chưa? Các Các anh anh chị chị có có nghe nghe nhạc nhạc Remix Remix không? không? À, À, các các anh anh chị chị đã đã từng từng nghe nghe Remix Remix chưa? chưa? Nếu Nếu mà mà Remix Remix là là nếu nếu mà mà anh anh chị chị đã đã từng từng nghe nghe nhạc nhạc Remix Remix rồi rồi hãy hãy comment comment số số 1 1 nhé. nhé. Nếu Nếu mà mà anh anh chị chị đã đã từng từng nghe nghe nhạc nhạc Remix Remix rồi rồi hãy hãy comment comment số số 1 1 nhé. nhé. Remix Remix thì thì sao sao ạ? ạ? Nó Nó phải phải phối phối hợp hợp giữa giữa phiên phiên bản bản cũ cũ và và làm làm ra ra một một phiên phiên bản bản mới mới đúng đúng không không ạ? ạ? Một Một cái cái bài bài nhạc nhạc ví ví dụ dụ như như đang đang rất rất là là nổi nổi thì thì sau sau đó đó thì thì nó nó sẽ sẽ remix remix lại lại bên bên trên trên tầng tầng lầu lầu thì thì nó nó remix remix cái cái kiểu kiểu là là nhạc nhạc sống sống lên lên cho cho cái cái bài bài nhạc nhạc của của âm âm nhạc nhạc cũ cũ đó đó đúng đúng không? không? Remix Remix là là phương phương pháp pháp là là dùng dùng là là sao sao ạ? ạ? Chúng Chúng ta ta cần cần phải phải cắt cắt ghép ghép và và sáng sáng tạo tạo lại lại đúng đúng không? không? Chúng Chúng ta ta dùng dùng một một cái cái video video gốc gốc nhưng nhưng mà mà sau sau đó đó chúng chúng ta ta cắt cắt ghép ghép sáng sáng tạo tạo lại lại thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ có có những những video video xu xu hướng. hướng. Thì Thì ở ở đây đây cái cái phương phương pháp pháp này này cực cực kỳ kỳ đơn đơn giản giản và và đây đây chúng chúng ta ta sẽ sẽ Phú Phú sẽ sẽ hướng hướng dẫn dẫn cho cho các các anh anh chị chị luôn luôn nhé. nhé. Thì Thì cái cái cách cách mà mà em em gái gái Phú Phú làm làm như như nào, nào, bao bao nhiêu nhiêu các các anh anh chị chị muốn muốn biết biết là là cái cái cách cách để để em em gái gái Phú Phú tạo tạo ra ra tài tài khoản khoản là là 54.000 follow ở trên TikTok và rất nhiều video lên xuống ở bên riêng. Nếu mà các anh chị muốn biết thì hãy comment là tôi đi, hãy comment là tôi đi. Đấy, nếu mà các anh chị muốn biết thì hãy comment là tôi nhé. Đấy, hướng dẫn luôn nha. Để học nó phải như thế này, học được một người thực chiến nó phải sướng như thế. Thì đầu tiên các anh chị nên vào cái nền tảng là Douyin nhé. Các anh chị có thể là Douyin Trung Quốc ấy. Thì các anh chị có thể là có thể dùng ở trên điện thoại, chúng ta sẽ gõ là tải Douyin trên điện thoại nhé. Thì chúng ta có thể tải Douyin ở trên điện thoại. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào Douyin nè. Sau đó thì cái cách là chúng ta sẽ phải bấm vào nền tảng Douyin và chúng ta sẽ search nhé. Thế có các anh chị sẽ nói là thế em đâu có biết tiếng Trung Quốc đâu, thì Phú đâu biết tiếng Trung Quốc đâu, em gái Phú đâu biết tiếng Trung Quốc đâu, thì mình sẽ làm cái gì, Google dịch đúng không? Thế bây giờ chúng ta muốn cái lĩnh vực nào thì chúng ta search lĩnh vực đấy. Tôi nói với các anh chị một cái bí mật mà không chưa rất ít người nói với các anh chị nhé, một cái ít bí mật mà rất ít người nói với chị nhé. Hơn 95% những cái trend ở Việt Nam của mình ấy, đều bắt chước từ Trung Quốc á. Những cái sản phẩm trend ở Việt Nam mình đều tới từ Trung Quốc ấy. Đấy, nên là những cái gì trend, những cái gì mới ở Việt Nam đa phần là copy bên Trung Quốc ấy, chứ không phải sáng tạo ra đâu. Nên là chúng ta phải biết rằng là đó là cái nguồn ấy. Trung Quốc là cái xưởng rồi, công xưởng của thế giới rồi. À, chúng ta công xưởng về thế giới, về cái sản phẩm và cả về sáng tạo nữa. Bởi vì TikTok ở bên đó nó có trước nên mình 5 năm cơ mà. Nó có hàng triệu người làm nội dung mỗi ngày mà. Hàng chục triệu chứ không phải triệu đâu, có dân tỷ dân mà. Nên là nó có rất nhiều những cái chủ đề của chúng ta, rất nhiều nó đã có ở bên đó rồi. Chủ đề của chúng ta hoặc là cái sản phẩm chúng ta họ làm đầy bên đó rồi. Vấn đề chúng ta phải biết về, chúng ta phải copy nó về, chúng ta chỉnh sửa cho phù hợp với lại bản thân chúng ta và cái khách hàng ở Việt Nam thôi. Bây giờ giả dụ như là chúng ta sẽ làm về lĩnh vực khác, chúng ta chỉ search thôi. Bây giờ hoa kem nhung nè, làm hoa handmade đi. Đấy, ví dụ như đây thì chúng ta sẽ chuyển sang là tiếng Trung để chúng ta copy tiếng Trung vào. Đấy, copy nha. Sau đó chúng ta vào đây, vào Douyin Trung Quốc. Đấy, hoa handmade này. Đấy, nhưng mà chúng ta bấm UX đi, chúng ta không có tài khoản thì chúng ta bấm UX đi. Không mà search nhá. Đấy thì có một cái điều tuyệt vời trên máy tính là các anh chị hình dung là nó có cái bộ lọc ấy. Là chúng ta sẽ đây, nó sẽ dịch sang tiếng Việt này. Phú cài, Phú có cài một cái ứng dụng Google dịch này nha. Các anh chị sẽ cài một cái ứng dụng là Google dịch ở trên cái điện thoại của trên máy tính của mình ấy. Nó có một cái ứng dụng là Google dịch, cái tiện ích của Chrome ấy, chúng ta cài vào. Bây giờ các anh chị sẽ thấy rằng nó dịch ra hết rồi các anh chị nhá. Đấy, hoa kiểu nhung này. Đấy, trời ơi, nó có đến mấy triệu ơi, trời ơi, nó cả triệu tim mà. Đấy, làm hoa mình, hoa handmade này. Lấy video này, mình về mình edit, mình cắt ghép sáng tạo là video mình lên xuống rồi. Quá dễ đúng không? Video của họ đến cả triệu tim thì mình đem về của mình nó chỉ ngàn tim thôi. 1.000 tim hoặc là chục ngàn tim cũng đã thành công rồi đúng không anh chị? 1% của họ thôi, không kỳ vọng nhiều. Nhiều mà 165 ngàn tim thì mình 1% của 165 ngàn tim là bao nhiêu cái gì? Là 1.800 tim là ok rồi, 1.600, 1.800 tim là ok rồi. Thì chúng ta sẽ lấy cái video này về, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cắt ghép sáng tạo mà, chúng ta remix nó lên mà. Thì bằng cách nào chúng ta lấy cái này, sau đó chúng ta sẽ về. Đấy, ví dụ sẽ tiếp tục này. Thì lấy bằng cách nào? Chúng ta sẽ vào cái nền tảng này. Muốn tải mà không bị lỗi thì các anh chị sẽ vào là snaptic.snaptic. Đấy. Snaptic này, các anh chị sẽ vào cái trang Snaptic này. Sau đó thì các anh chị sẽ vào lấy cái link của nó, bấm nút share này. Bấm nút share nhé. Đấy, sao chép đường link này. Thì sau đó thì chúng ta sẽ dán vào đây. Và ngay lập tức là chúng ta có thể download cái video nó về. Đấy, chúng ta có thể download được cái video nó ngay. Giờ download này đó nha. Đó.
Như vậy thì chúng ta bắt đầu đưa vào cam kết và chúng ta tiến tới công đoạn là cắt ghép sáng tạo ngay. Đấy thì nó quá đơn giản luôn. Đấy, các anh chị hình dung là như vậy. Đấy thì chúng ta cứ lướt và chúng ta cứ tìm nội dung lên xuống của nó. Sau đó chúng ta cách đầu tiên là chúng ta cắt ghép sáng tạo, cái thứ hai là chúng ta bắt chước và làm theo anh chị. Anh chị thấy rất nhiều không? Anh chị sẽ thấy rất nhiều triệu tim là rất follow rất nhiều. Đấy, ai nữa nè? Chưa? Rồi tràn ngập luôn, mấy triệu tim, 28.000 tim mà người làm. Và có một tuyệt vời nữa, bật mí cho các anh chị là đây này có bộ lọc này. Chúng ta có thể chọn là giống như TikTok Việt Nam, nhiều lượt thích nhất nè. Đấy, chúng ta chọn nhiều lượt thích nhất. Trời ơi các anh chị ơi. Nếu mà các anh chị thấy điều này hay thì hãy comment là rất hay ở bên dưới cho Phú. Này, ví dụ Phú vừa hướng dẫn cho anh chị. Còn mà chúng ta lọc ra này, bấm một lọc là nhiều người thích nhất, các anh thấy chị thấy cái video này 2,23 triệu lượt like không? Lực lực thích không? Rất kinh khủng không? 44.000 comment kinh khủng không? Bây giờ chúng ta có thể like cái này về chúng ta làm được không? Tuyệt vời không? Quá hay đi chứ nữa. Đấy là Phú demo về lĩnh vực và cách mà em gái Phú làm đấy nhá. Thì sau đó thì chúng ta làm cái này xong, chúng ta làm tiếp cái khác. Trời ơi, tuyệt vời, học một chương trình như này Phú nói với anh chị là anh chị là bỏ ít nhất là anh chị là tiết kiệm là 10 triệu để đi học rồi đấy. 10 triệu đi học cái chương trình khác rồi đấy. 10 triệu đi học là chắc ú. Những chương trình khác họ dạy phễu, họ dạy những chương trình mà nhưng mà gọi là Phú nói là chương trình miễn phí của Phú là bằng chương trình chất lượng cao của những người khác đấy. Miễn phí của Phú bằng chất lượng cao của người khác, đó là điều tuyệt vời. Các anh chị em dung nha. Đấy, ví dụ như vậy, đấy là triệu triệu view này, rất triệu view. Ui giời ơi, 2 triệu view. Ui giời ơi. Đó, 2 triệu được like chứ không 2 triệu view. 2 triệu được like là cả 100.000 lực, 100 triệu view các chị. 2 triệu lượt tim này ấy, và 100 triệu lượt lượt xem ấy, cả 100 triệu lượt xem ấy, nó kinh khủng như thế mà. Anh chị chỉ cần 1% là 1 triệu lượt xem là kinh khủng rồi, đúng không? Mình chỉ cần 1% của họ thôi, càng nhiều. Đó, chỉ cần 1% thôi là VIP pro rồi. Các anh chị hiểu như này không ạ? Cái cách làm là như vậy. Thì sau đó thì các anh chị bắt đầu tải cái video là Phú tải xuống rồi nè. Đấy các anh chị xem này. Tải video xuống rồi nè. Đấy trong đấy các anh chị sẽ thấy cái video đây. Thấy chưa? Đấy đâu còn logo đâu. Đâu còn logo. Đâu còn logo. Đấy các anh chị hình dung không? Đấy. Thì chúng ta vào cấp kết, chúng ta tắt cái tiếng của nó đi, sau đó chúng ta làm lại tiếng của chúng ta Việt Nam. Đâu quá dễ mà các anh chị hình dung ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt kép lại. Re-up cái thằng này là nãy bây giờ là remix nó khác re-up mà thằng này à, đây phải hiểu rằng là re-up và remix nó khác nhau. Re-up là chúng ta copy nguyên si, còn remix á, là chúng ta thay đổi nghe nhạc remix chưa làm nội dung cũ và sau đó chúng ta sáng tạo chúng ta làm cho nó hay hơn nhạc. Ví dụ là nhạc bình thường thì chúng ta làm remix đó là nhạc sống lên mà, thì có nghĩa là bây giờ chúng ta lấy cái video này về chúng ta tắt cái tiếng của nó đi, chúng ta thêm nhạc trend của Việt Nam mình vào, sau đó chúng ta làm gì nữa, chúng ta lồng tiếng của Việt Nam chúng ta vào, chúng ta viết sub của Việt Nam chúng ta làm hướng dẫn rồi, chúng ta có thể cắt ghép lại các đoạn với nhau rồi chúng ta xào xáo này, chúng ta chế biến, chúng ta pha trộn lại. Chắc là phải chế biến nhiều màu thì nó tạo ra nội dung khác. Thế còn cuối cùng là chỉnh màu lên, chế biến đoạn này đoạn đuôi thành đoạn trước, đoạn trước thành đoạn sau, cứ thay đổi chúng ta có thể chỉnh sửa cắt ghép lại mà, hiểu không ạ? Đây chúng ta phải remix, chúng ta phải làm cho nó mới lên và sáng tạo lên, sáng tạo dựa trên nguyên bản á, chứ không phải, hiểu không ạ? Thì có một cái phần mềm AI là còn chạy xóa luôn cái chữ này một cách tự động mà. Thế nên là nếu mà các anh chị có thể là AI có thể giúp cho các anh chị xóa được lớp tự động luôn. Nếu như các anh chị mà tham gia những lớp chuyên sâu thì Phú sẽ hướng dẫn AI cực kỳ nhiều đấy. Là xóa chữ luôn, lồng tiếng luôn, tự động luôn, tất cả mọi thứ đều tự động hết. Nên là đó là con đường mà rất là nhanh để kiếm được triệu view. Đấy, các anh chị hiểu không ạ? Cái phần mềm để xóa chữ là gì thế à? Phần mềm xóa chữ là đó, xíu là Phú sẽ tặng anh chị nhé, yên tâm nhé, nhắc Phú nha, cuối chương trình Phú sẽ hướng dẫn cho anh chị cái dùng cái phần mềm đó để xóa sub của họ, sub tiếng Anh, sub tiếng Việt, tiếng Mỹ, sub bất kỳ tiếng Ả Rập, tiếng Ấn Độ để xóa hết. Được chưa? Làm video thì bán cái gì chả được, thì mình bán cái gì mình chọn cái ngạch video đó chứ anh Thư ơi. Ví dụ như đang kinh doanh về cái mặt hàng gì thì mình phải chọn cái mình phải, ví dụ như thầy đang kinh doanh về sản phẩm mềm, ví dụ em gái thầy đang kinh doanh về làm hoa thì phải vào trong TikTok mà mình trên cái Douyin Trung Quốc thì mình search về hoa, mình kinh doanh lĩnh vực gì thì mình làm cái sản phẩm đấy, hiểu không ạ? Kinh doanh sản phẩm gì thì mình cắt kéo sáng tạo cho sản phẩm đấy, nhờ hỏi như thế đấy. Hoặc cái dạng thứ hai, con đường thứ tư nha, các chị thấy nội dung hay không, thấy cách mà Phú làm hay không? Nếu hay hãy comment là hay đi, tải video bằng phần mềm gì đó thầy, trời demo nãy giờ comment trợ lý comment cho anh cái phần mềm Snaptic cho họ nghiên cứu nè. Là ông này là mới vào, là giống như người mới nha. Đấy.
Có comment rồi, trợ lý của tôi làm việc nhanh lắm. Ừ, được chưa? Rồi, Rồi, là bằng mình mềm snap Snap đi Tik nha. nha. Ok. Ok. Con Con đường đường huyền huyền thoại thoại thứ thứ tư. tư. Đó Đó là là làm làm những những cái cái vlog vlog chia chia sẻ sẻ cuộc cuộc sống sống hàng hàng ngày. ngày. Và Và gia gia đình. đình. À, À, đấy, đấy, ví ví dụ dụ như như đây đây là là một một cái cái bạn bạn học học viên viên của của Phú Phú là là học học viên viên Real. Real. Là Là bạn bạn và và Hoàng Hoàng Anh Anh Nguyễn Nguyễn Florida, Florida, bạn bạn ở ở Florida, Florida, bạn bạn làm làm về về Real. Real. Thì Thì trước trước đây đây bạn bạn làm làm TikTok, TikTok, sau sau đó đó bạn bạn làm làm về về Real. Real. Thì Thì sau sau đó đó thì thì bạn bạn có có học học chương chương trình trình đào đào tạo tạo của của mình. mình. Thì Thì bạn bạn hiện hiện tại tại kênh kênh của của bạn bạn trong trong 1 1 năm năm thì thì phát phát triển triển cực cực nhiều nhiều nhanh. nhanh. 116.000 116.000 follow follow ở ở trên 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 Reel Reel rồi, rồi, 116.000 116.000 trên trên Reel Reel rồi. rồi. Thì Thì có có rất rất nhiều nhiều video video clip clip chịu chịu view view các các anh anh chị chị nhá. nhá. Rất Rất nhiều nhiều video video clip clip chịu chịu view. view. Và Và cái cái cách cách làm làm đó đó là là chia chia sẻ sẻ cuộc cuộc sống sống ở ở bên bên Mỹ Mỹ như như thế thế nào. nào. Rồi Rồi cách cách đi đi đánh đánh bắt bắt cá cá ở ở Mỹ Mỹ như như thế thế nào. nào. Du Du lịch lịch như như thế thế nào. nào. Đấy Đấy thì thì cách cách mà mà họ họ chia chia sẻ sẻ như như thế thế và và sau sau đó đó thì thì họ họ sẽ sẽ bán bán hàng hàng bằng bằng cách cách là là họ họ sẽ sẽ review review những những cái cái sản sản phẩm phẩm của của Việt Việt Nam, Nam, những những cái cái sản sản phẩm phẩm Việt Việt Nam Nam bán bán của của bên 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 Mỹ Mỹ cho cho người người Việt. Việt. Đấy Đấy thì thì đó đó là là cách cách mà mà họ họ làm làm nhé. nhé. Thì Thì cái cái kênh kênh của của họ họ tăng tăng trưởng trưởng rất rất nhanh, nhanh, là là bạn bạn học học viên viên của của Phú Phú làm làm theo theo kiểu kiểu vlog. vlog. Và Và chúng chúng ta ta sẽ sẽ thấy thấy rằng rằng là là cái cái bạn bạn học học viên viên khác, khác, bạn bạn này này là là ở ở Ngọc Ngọc Linh, Linh, Sâm Sâm Ngọc Ngọc Linh Linh ở ở Côn Côn Tâm, Tâm, thì thì bạn bạn này này làm làm là là cuộc cuộc sống sống là là trồng trồng trăm trăm như như thế thế nào, nào, trồng 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 sâm sâm như như thế thế nào, nào, đấy đấy trồng trồng sâm sâm như như thế thế nào, nào, chăm chăm sóc sóc sâm sâm như như thế thế nào, nào, tất tất cả cả mọi mọi thứ thứ là là như như thế. thế. Là Là bạn bạn làm làm những những cuộc cuộc sống sống hàng hàng ngày ngày đời đời thường thường như như thế thế và và bạn bạn có có rất rất nhiều nhiều video video clip clip chịu chịu view. view. Các Các chị chị hình hình dung dung là là như như thế. thế. Ok Ok không không ạ? ạ? Rất Rất là là đơn đơn giản giản thôi. thôi. Đấy, Đấy, bây bây giờ giờ các các anh anh xem xem nhé. nhé. Các Các bạn bạn video video clip clip của của bạn bạn nhé. nhé. Video Video của của bạn bạn chịu chịu view view nhiều nhiều lắm. lắm. Tôi Tôi có có bạn bạn biết biết trong trong mỗi mỗi một một cái cái bộ bộ như như này này có có bao bao nhiêu nhiêu bộ bộ sâm? sâm? À, À, theo theo như như mình mình được được giới giới thiệu thiệu thì thì mỗi mỗi một một bộ bộ như như này này đang đang chứa chứa từ từ khoảng khoảng 100 100 triệu. triệu. Và Và trong trong này này thì thì chứa chứa từ từ khoảng khoảng Reel Reel của của bạn bạn đang đang chứa chứa cực cực kỳ kỳ mạnh mạnh nhé. nhé. Cho Cho mình mình để để nhìn nhìn xem xem những những củ củ sâm sâm như như thế thế nào nào nhé. nhé. Các Các bạn bạn đang đang được được nhìn nhìn thấy thấy những những củ củ sâm sâm trên trên 15 15 tuổi tuổi và và có có giá giá trị trị chừng chừng khoảng khoảng 20 20 đến đến 25 25 triệu triệu trên trên một một củ. củ. Nghiên Nghiên cứu cứu thì thì sâm sâm Ngọc Ngọc Linh Linh sẽ sẽ có có nhiều nhiều dược dược tính tính từ từ 5 5 thứ thứ 5 5 trở trở đi đi và và đạt đạt đến đến độ độ tuổi tuổi khai khai thác thác mang mang lại lại giá giá trị trị ổn ổn định định nhất nhất là là sau sau 8 8 năm năm tuổi. tuổi. Giá Giá bán bán hiện hiện tại tại của của loại loại sâm sâm 5 5 đến đến 8 8 năm năm tuổi tuổi là là khoảng khoảng 130 130 đến đến 160 triệu 160 triệu trên trên 1 kg.1 kg. Loại Loại 8 8 đến đến 10 10 năm năm tuổi tuổi khoảng khoảng 200 200 triệu triệu trên trên 1 kg. 1 kg. Loại Loại trên trên 10 10 năm năm tuổi tuổi sẽ sẽ được được tính tính theo theo từng từng củ. củ. Các Các bạn bạn có có biết biết tại tại sao sao giá giá sâm sâm Ngọc Ngọc Linh Linh lại lại cao cao như như thế thế không không nhỉ? nhỉ? Bởi Bởi vì vì trong trong sâm sâm Ngọc Ngọc Linh Linh có có tới tới 52 52 hợp hợp chất chất saponin, saponin, trong trong đó đó thì thì có có 26 26 loại loại sâm. sâm. Đấy, Đấy, cái cái hình dụng hình á, dụng là á, cái là cái phương phương pháp pháp này này á, á, là là mình mình chia chia sẻ sẻ cuộc cuộc sống sống đời đời thường thường hàng hàng ngày ngày của của mình. mình. Cách Cách mà mà ví ví dụ dụ như như mình mình tạo tạo ra ra gì gì đâu. đâu. Ủa, Ủa, có có thấy thấy gì gì đâu đâu à? à? Các Các bạn bạn có có thấy thấy không? không? Có Có thấy thấy cái cái hình hình của của ông, ông, cái cái video video của của ông? ông? Ui. Ui giời. Mọi người đều thấy hết, chỉ có một mình Thảo không thấy. Thảo phải xem lại đấy. Thảo phải không? Thảo xem lại đấy nhá. Có thấy gì đâu. Thế đây, Thảo phải xem lại đấy nhá. Đấy bây giờ hình dung là như thế nhá. Reel và TikTok thì bản chất nền tảng đi nhau các anh chị nha. Mình có thể làm cả Reel và cái TikTok. Thế bây giờ muốn xem Reel thì xem Reel. Thế là nhiều quá mà. Đấy thì nhưng mà cơ bản Reel sẽ có những điểm riêng và Phú sẽ chuyên về Reel hơn thì nó có những điểm riêng và các chị sẽ follow tiếp phần tiếp theo nhé. Ở bí mật sẽ được bật mí nên yên tâm. Ok, bạn có thích thì khi mà các chị hình dung là làm một cái video thì các anh chị cứ làm đa kênh. Nha, làm video thì các anh chị cứ làm đa kênh, không có để trống một kênh nào hết á. Cứ làm đa kênh cho Phú nhé. Không có bỏ trống cái kênh nào hết, cứ làm đa kênh. Ví dụ mình có một video thì cứ up lên tất cả nền tảng. Làm video thì chúng ta cứ up lên nền tảng, ví dụ như TikTok, trên YouTube, trên Instagram, trên Google. Đấy, làm chúng ta làm video thì chúng ta cứ làm đa kênh cho Phú nhé. Đấy, yên tâm như vậy. Ok chưa? Các anh chị rõ về chỗ này đúng không? Làm video thì các anh chị cứ làm đa kênh cho Phú nha. Cứ làm video thì làm đa kênh, comment là đa kênh nha. Làm video thì làm đa kênh. Nên là Phú là nói là chuyển đổi cao là ở khía cạnh là Facebook. Đấy thì cái điểm mạnh của Phú là điểm ở Facebook nhé. Còn video ngắn thì có thể nhiều người làm, nhưng mà chuyển đổi cao thì ở bên Facebook nhiều. Đấy, Phú sẽ mở cho các anh chị reel này. Muốn xem reel thì xem reel này. Reel nhiều mà. Đấy. Đây là chữ nhấn đồng. Đây. Chị xem cuộc sống bên Đây Mỹ là đây. kiểu trà cá trích có 102 tại Florida. Mấy bạn xem kênh của Hàng Anh Thông thì rất là muốn thử món cỏi cá trích, cho nên hôm nay
nhưng mà cuối cùng á, thì cũng có được ít thành quả này mấy bạn. Bởi vậy ta nói nếu mà có sức người thì gỏi khá cũng sẽ được ăn nha. Có một cái gỏi khá chết thôi à, nhưng mà mỗi lần là mỗi một câu chuyện khác nhau rất là vui luôn. Và cũng như thường lệ, để mà làm món gỏi khá chết thì bạn phải cạo vảy, rửa thật là sạch, sau đó phi lê và bắt đầu cho giấm vào để mà làm chín cá. Sau khi ngâm một vài phút cho thịt cá chín tái thì mình sẽ bắt đầu cho nước mắm vào. Nước mắm này là Hoàng Anh mua loại nước chấm chả giò, nếu như mà bạn nào có nước mắm làm thì cứ mang theo và đổ vô cá ha. Rồi sau đó cho củ hành, ớt và rau sống vào trộn lên là xong. Cái công thức siêu đơn giản này là Hoàng Anh học được từ anh Khoa đó mấy bạn. Và qua cái video này thì Hoàng Anh cũng muốn chia sẻ lại chi tiết cách làm cho mấy bạn nè. Bây giờ mình thử lắng nghe cảm nhận của người ăn nè. Mấy bạn thấy cách làm dễ không? Nếu mà thấy dễ thì đi du lịch đến Florida đừng bỏ qua món gỏi cá chích này nha. Được chưa? Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm nhé. À, chúng ta sẽ làm là như vậy các anh chị. Anh Dung là real thì nó cũng lại là chủ đề về cuộc sống là như thế. À, ok. Công thức chung ý thì các anh chị hình dung là như vậy nhé. Và đây là con đường huyền thoại để Vũ nói là trên tất cả các nền tảng đều có thể làm được hết. Đây là con đường huyền thoại nha. Đây là những con đường huyền thoại để các anh chị có thể làm bất kỳ nền tảng nào. Và nó là đa kênh. Nhưng mà cái con đường tiếp theo mà Vũ đang nói ở đây, con đường này là con đường mà đỉnh cao nhất của bán hàng. Đây là con đường mà chúng ta sẽ trở thành chuyên gia. Và các chúng ta trao đi những cái giá trị, trao đi những kinh nghiệm của những người đi trước, chúng ta trao đi giá trị cho họ. Thì ở đây cũng có những cái kênh ví dụ Mỹ Phẩm Kích Mi, rồi Lóc Việt Minh Trí đấy, và rất nhiều cái kênh khác nữa. Thế thì ở đây á là chúng ta xây kênh thương hiệu cá nhân để chúng ta trực tiếp chúng ta bán hàng. Thì câu chuyện ở đây á là làm sao để chúng ta có thể bán được hàng, thì khách hàng, cái nguyên lý các anh chị ghi lại, những khách hàng chỉ mua hàng khi và chỉ khi họ nhận được giá trị nào đó từ mình. Khách hàng chỉ mua hàng khi và chỉ khi họ nhận được giá trị từ đó nào đó từ mình. Chứ còn họ không nhận được giá trị từ mình ý, thì họ đâu có tin mình. Họ không tin thì đâu có mua, đúng không ạ? Nên là cái tiến trình hồi nãy Phú nói là phải tư vấn trước, rồi sau đó chúng ta mới quảng cáo bán hàng, và sau đó thì chúng ta mới gì ạ? À, chuyển đổi đơn hàng, đúng không ạ? Nên chúng ta cần phải lưu ý về cái điều đó. Cái mô hình kinh doanh nó đã thay đổi như thế rồi và chúng ta không thể không thay đổi. Ok. Thế thì đây cái công thức này ấy, là đỉnh cao của nó là chúng ta sẽ hướng dẫn cho ai đó làm một cái điều gì đó có ý nghĩa với họ. Ví dụ như Phú có một cái video là đến gần 600.000 lượt xem, là hướng dẫn họ xem ra gách, xem tất cả quảng cáo bài của đối thủ, xem tất cả bài quảng cáo của đối thủ đấy. Hoặc là chị này là hướng dẫn về dạy con từ ngủ, chị Diệu Hoa thì cũng đã phát triển rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video của Phú ở trên Reel nó phát triển như thế nào nha. Chất xem tất cả những bài quảng cáo đang chạy của đối thủ mà 99% các bạn không biết. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái trang web để chúng ta có thể xem tất cả những bài quảng cáo đang chạy của đối thủ. Hãy cùng theo chân mình nhé. Đầu tiên bạn hãy truy cập vào thư viện quảng cáo tại trong web này. Sau đó hãy chọn Việt Nam, chọn tất cả quảng cáo. Và đây là phần quan trọng nhất. Hãy gõ tên fanpage đối thủ mà bạn muốn xem tất cả những bài quảng cáo của họ. Sau đó chọn đúng fanpage mà bạn cần xem. Bạn sẽ thấy được những kết quả họ đang chạy quảng cáo. Bạn muốn xem chi tiết thì hãy bấm vào xem chi tiết và sau đó lướt xem nội dung của họ. Đây giúp bạn có vô vàn những ý tưởng nội dung hấp dẫn mà bạn không cần lo phải bí ý tưởng nữa. Bạn hãy truy cập tại tên tìm kiếm, sau đó gõ từ khóa là nước hoa và bạn sẽ có đến hơn rất nhiều kết quả. 9.000 kết quả ở đây, chúc bạn ứng dụng thành công nhé. Ok, một cái điều tuyệt vời, một cái từ khóa cực kỳ tuyệt vời để chúng ta xây kênh ấy. Chuyên gia, để trở thành chuyên gia, các anh chị sẽ lưu ý cái điều này nha. Tức là chúng ta dạy cho ai đó một cái điều gì đó có ý nghĩa với họ, hoặc là hướng dẫn họ làm một cái điều gì đó có ý nghĩa với họ, thì ngay lập tức chúng ta sẽ trở thành chuyên gia. Đấy, chúng ta sẽ nhớ về điều đó, dạy cho ai đó làm một cái điều gì đó có ý nghĩa với họ, và hướng dẫn cho ai đó làm cho khách hàng của mình ấy, làm một cái điều gì đó có ý nghĩa với họ, thì mình ngay lập tức trở thành chuyên gia. Nên là ở đây mình chúng ta sẽ trở thành một cái người chuyên gia bằng cách chúng ta chia sẻ thông tin hữu ích, chúng ta hướng dẫn cho họ cách làm, thì chúng ta hướng dẫn họ sử dụng cái sản phẩm chúng ta. Mình bán cái gì thì mình hướng dẫn họ dùng cái đó. Ví dụ như nếu mà giống như học trò của Phú làm về son đi, thì hướng dẫn họ test son đấy. Một học trò khác là có làm về cá thì hướng dẫn chơi cá. Học trò của Phú về làm về trị liệu đi, cơ xương khớp, hướng dẫn trị liệu cơ xương khớp, những bài tập về cơ xương khớp. Và mình làm cái gì, nhớ cho Phú là làm gì thì bán cái gì ấy, thì hướng dẫn họ làm cái đó.
nha. Bán cái gì ghi lại, comment xuống nha, comment xuống nha. Mình bán cái gì thì mình hướng dẫn họ làm cái đó. Mình bán cái gì thì mình hướng dẫn họ làm cái đó nha, comment lại. Bán cái gì thì mình hướng dẫn. Đồ da thì mình hướng dẫn họ làm đồ da đấy. Mình bán cái gì thì mình hướng dẫn họ làm cái đấy. Bán cái gì thì nó hướng dẫn họ làm cái đấy nha. Rồi bạn nào mà bị lỗi thì do mình xử lý sau nha. Ok. Thế thì nó có hai trường phái để các anh chị là xây kênh, thì nó có hai trường phái. Thì trường phái đầu tiên là trường phái là kiểu idol. Tức là mình làm ấy, mình cứ tập trung một cái view, cái follow đi, nổi tiếng trước đã rồi và mình tính sau, và làm hài lòng cho tất cả mọi người. Và cái cách này quay dựng rất là rườm rà, màu mè, và nó không có chuyển đổi hoặc là ít chuyển đổi, mặc dù cả 100.000 đến cả 1 triệu follow. Cũng có một cái kênh thậm chí đến 15 triệu follow, 15 triệu lượt xem nhưng mà không có chuyển đổi được đơn hàng. Đấy, một cái kênh của người bạn có 15 triệu follow nhưng mà không có chuyển đổi đơn hàng. Bởi vì xây trường phái này ấy, thì nó là như vậy. Đó, nó giống như mấy bạn hocker rồi ấy, rất nhiều 100.000 follow, triệu follow nhưng phải bỏ kênh đi, xây đi, xây lại. Bởi vì nó không có đúng tìm khách hàng và rất có để khó, rất có để bán hàng. Còn với trường phái sát thủ video ấy, thì nó tập trung vào chuyển đổi, tập trung vào việc là cách mình kiếm tiền đã, mình kiếm tiền bằng cách nào, mình bán hàng hay là mình tiếp thị liên kết hay là mình làm KOL KOC. Thế mình phải rất rõ và mình chỉ tập trung vào cái đối tượng khách hàng quan trọng nhất của mình, nó tạo ra doanh số thôi. Mình tập trung vào đối tượng đó và mình quay dựng cực kỳ đơn giản thôi, nó chân thật và nó hiệu quả. Và chỉ cần 1 đến 2 ngàn thì follow thì vẫn có thể tạo ra chuyển đổi. Thì hai trường phái này cực kỳ khác biệt nha. Và cái trường phái mà Phú đang tập trung là trường phái thứ hai này, trường phái sát thủ video ngắn. Và tại sao cái trường phái này lại là rất là tuyệt vời? Tại vì trường phái này á, có được đúc kết theo Phú đúc kết, và cái trường phái này do Phú đúc kết lại được á. Và nó ứng dụng từ cái việc là một cái tổ chức BNI. Bao nhiêu anh chị đã biết đến BNI rồi? Nếu mà các anh chị đã biết đến BNI, họ comment là số BNI là hay comment số 3 nè. Nếu mà các anh chị đã biết đến BNI, họ comment là số 3. Nếu anh chị đã từng biết đến BNI, họ comment là số 3. Đấy, rất nhiều anh chị đã từng biết đến BNI rồi đúng không ạ? Tô Yên, Thùy Dung, Thịnh Ninh, Hữu Vinh. Đấy, rất nhiều anh chị đã biết đến BNI rồi. Thế thì BNI là một cái tổ chức kết nối thương mại mà thành công nhất trên toàn cầu. Nó đã có hơn 79 quốc gia rồi. Và hiện nay thì đã có 314.000 thành viên. Thì nó đúc kết được công thức thành công ấy cho những doanh nghiệp ở trong BNI ấy. Đó là hiện diện cộng uy tín bằng lợi nhuận. Hiện diện cộng uy tín bằng lợi nhuận. Thế thì ví dụ nếu mà chúng ta đây là, nên đó là cái lý do tại sao mà có thể tạo ra những video tiền tỷ chỉ với có khoảng 1k follow thôi. Đó là chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta hiện diện cộng uy tín bằng tạo ra lợi nhuận. Còn giả dụ như chúng ta có rất nhiều video mà theo kiểu là rất nhiều video lên xu hướng nhưng mà chúng ta không thể được uy tín, không thể được năng lực của chúng ta, thì chúng ta không bán được hàng các anh chị. Nên đó là lý do tại sao là cái trường phái đó, cái trường phái mà idol á, là bây giờ họ ít làm đó. Mà bây giờ chúng ta tập trung vào cái trường phái là không cần nhiều view, nhưng mà mỗi view nó đúng đối tượng, có chất lượng thì chuyển đổi nó sẽ cao, các chị hình dung ạ. Thì như thế thì cái trường phái này tập trung vào là công thức VCV để tạo ra hiệu quả đơn hàng cao. Đấy, thì đầu tiên là hiện diện. Hiện diện thì mọi người cần phải hiểu rằng là ở đây chúng ta cần phải tạo ra những video lên xu hướng, nhưng mà nó phải đúng về lĩnh vực của chúng ta đang kinh doanh, để cho mọi người biết rằng chúng ta đang làm cái lĩnh vực gì và chúng ta là ai, chúng ta đang làm lĩnh vực gì. Cái thứ hai là khi mà khả năng của chúng ta càng hiện càng cao thì chúng ta sẽ càng tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn, cơ hội kinh doanh càng cao. Và cái thứ ba, hãy làm cho mọi người nhớ đến mình, nhắc đến mình, nhớ đến mình. Khi mà có ai đó cần hoặc là họ cần thì họ phải nhắc đến mình, họ nhớ đến mình. Thì ở đây là sự hiện diện nha, chúng ta cần phải xuất hiện. Hiện diện có nghĩa là cái khả năng xuất hiện trước mắt khách hàng á, chúng ta cần phải xuất hiện trước mắt khách hàng càng nhiều càng tốt. Đấy chưa? Và chúng ta cần phải xác định đối tượng khách hàng của chúng ta thôi, không cần phải rộng nha, hãy tập trung một đối tượng khách hàng của chúng ta, đặc biệt là thị trường ngách. Một lát nữa tôi sẽ chia sẻ về thị trường ngách như thế nào. Chúng ta phải lựa chọn thị trường ngách thôi và sau đó chúng ta tập trung vào xuất hiện hiển thị trước họ thôi, không cần phải đại trà. Ok không ạ? Và cái thứ hai nữa, chúng ta cần phải tạo ra cái uy tín. Uy tín bằng cách là chúng ta đạt được sự tin tưởng, xây dựng một sự tin tưởng thông qua việc chúng ta thể hiện cái chuyên môn của chúng ta, thông qua thể hiện tài năng của chúng ta, nó giúp được gì cho khách hàng. Và cái thứ hai là chúng ta phải cung cấp những sản phẩm dịch vụ chất lượng, đáng tin cậy và xứng đáng với sự tin tưởng của họ. Và cái điều thứ ba nữa để xây dựng uy tín là chúng ta cần phải tăng cái tính nhận nhịn lên bằng việc là cung cấp những cái sản phẩm chất lượng và giữ đúng lời hứa, là chúng ta hứa và làm nhiều hơn những gì chúng ta hứa. Và đặc biệt nếu như chúng ta không giữ được lời hứa, chúng ta không cung cấp sản phẩm tốt, thì ngay lập tức chúng ta sẽ phá hủy đi một cái mối quan hệ. Nên là cái uy tín là yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ không bao giờ bán được hàng nếu chúng ta thiếu yếu tố uy tín này. Để các anh chị hiểu như vậy. Và khi mà anh chị hiện diện cộng uy tín thì bằng lợi nhuận.
Nếu chúng ta muốn tăng được lợi nhuận thì chúng ta phải tăng sự hiện diện, tăng uy tín. Lợi nhuận sẽ đến mình như vậy. Mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn, mọi người sẽ sẵn sàng đi giới thiệu cơ hội nhân cho bạn, mọi người sẽ sẵn sàng ủng hộ bạn. Và mọi người sẽ và đương nhiên mối quan hệ nó phải win-win. Ok, thì bây giờ Phú sẽ cho mọi người thấy một cái case study làm thế nào để họ có thể kiếm được tiền tỷ chỉ với một tháng triển khai với chưa 15-20 video thôi. Đấy, và họ vẫn có thể tạo được chuyển đổi rất cao. Làm video reel như thế nào để kiếm được tiền tỷ ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu, kênh của bạn chỉ có 1-2 ngàn follow. Như kênh của bạn này chỉ mới có 1,7k follow nhưng đã chốt được đơn hàng hơn 1 tỷ đồng. Thông thường thì hầu hết mọi người chỉ tập trung vào việc tạo ra những nội dung giải trí, hài hước để video của bạn dễ lên xu hướng và tiếp cận được nhiều khách hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ không bán được hàng nếu như thiếu yếu tố này. Để bán được hàng, việc của bạn cần phải làm là xây dựng uy tín với khách hàng của mình bằng việc xây kênh chuyên gia, trao đi giá trị, trao đi những thông tin hữu ích với khách hàng, hướng dẫn cho khách hàng làm một điều gì đó có ý nghĩa với họ, và như vậy họ sẽ yêu mến bạn, họ sẽ tin tưởng bạn và từ đó họ sẽ mua hàng của bạn và sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận và tiền, thu được nhiều tiền từ đây. Ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu, kênh của bạn chưa có nhiều follow, video của bạn chỉ có vài ngàn lượt xem, bạn có thể bán được nhiều đơn hàng. Làm video reel như thế nào đi? Đấy, anh chị hiểu chưa? Cái cách mà chúng ta làm như vậy, chúng ta tập trung vào đối tượng khách hàng của chúng ta và chúng ta phục vụ hài lòng đối tượng đó. Đấy, và chúng ta phải trở thành chuyên gia, bởi vì mọi người đều muốn mua hàng từ chuyên gia. Các anh chị ghi điều này ạ, ghi lại điều này ạ. Mọi người đều muốn mua hàng từ chuyên gia, mọi người đều muốn mua hàng từ chuyên gia, hãy comment điều đó ạ. Mọi người đều muốn mua hàng từ chuyên gia, và nếu mà chúng ta không trở thành chuyên gia, chúng ta không có thương hiệu cá nhân, không có uy tín trên internet thì chúng ta rất khó để bán hàng. Mọi người đều muốn mua hàng từ chuyên gia. Thế thì trường phái mà theo kiểu sát thủ video ngắn này, nó sẽ cần mà chúng ta phải xây dựng được thương hiệu chúng ta nổi bật, uy tín, và chúng ta cần phải làm mục tiêu là chuyển đổi thành đơn hàng nữa. Đấy, thì nó cần phải có hai yếu tố, và nếu chúng ta chỉ tập trung vào xây kênh không ấy, thì nó rất khó để chuyển đổi, hoặc là video nó rất lâu để lên xuống. Thì ở đây chúng ta cần phải làm là cả hai, là xây dựng thương hiệu nổi bật và uy tín thông qua việc là trao đi những giá trị với họ, giúp đỡ khách hàng trước để họ tin tưởng chúng ta là chuyên gia, thì cái tài năng của chúng ta, và chúng ta phải giúp đỡ cho rất nhiều người, thì khi đó chúng ta sẽ trở thành là chuyên gia trong mắt họ và họ sẽ tin tưởng chúng ta. Thì chúng ta sẽ tạo dựng nổi bật và uy tín với khách hàng thông qua là xây kênh nha. Chúng ta cần phải xây kênh, xây video. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải tạo ra những cái bài quảng cáo để chuyển đổi. Và cái cách mà quảng cáo chuyển đổi rất là đơn giản nữa. Chúng ta cần phải có những cái chứng thực của khách hàng để chúng ta chạy quảng cáo chuyển đổi nha. Chúng ta cần có những bài viết quảng cáo, những cái video quảng cáo sản phẩm, và đặc biệt là những chứng thực của khách hàng, thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo chuyển đổi. Thì với việc mà chúng ta làm với phương pháp này, nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những video nhanh lên xu hướng hơn. Và cái thứ hai nữa, tạo ra đơn hàng ngay từ những tháng đầu tiên. Thì có rất nhiều người họ có thể tạo ra đơn hàng rồi. Thì có nghĩa là chúng ta phải làm là đi song song luôn các chị. Vừa xây kênh, trao đi giá trị chuyên gia, và vừa làm những nội dung bán hàng, những cái feedback, những cái chứng thực của khách hàng họ sử dụng hiệu quả để chúng ta chạy quảng cáo bán hàng nữa. Thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta tạo hiệu quả cao hơn các chị. Đấy, nếu mà anh chị thấy cái phương pháp này tuyệt vời, hay và tuyệt vời thì hãy comment là số 9 đi. Comment là hay và tuyệt vời thì comment là số 9 nhé. Thế cái phương pháp này nó hay và tuyệt vời ở chỗ nào? Đấy. Chúng ta phải làm hai nhiệm vụ, vừa xây dựng uy tín và chuyên gia, và thông qua những cái video, và chúng ta phải có những cái video bán hàng, video chuyển đổi, và chúng ta chạy quảng cáo. Chúng ta làm, nếu mà xây kênh từng tí các anh chị, nếu mà các anh chị xây kênh từng tí là nó tốn nhiều thời gian đó, 6 tháng đến 1 năm chưa chắc là có chuyển đổi đâu. Và rất nhiều người họ bỏ cuộc bởi vì là họ thấy lâu đạt kết quả quá. Các anh chị có đồng ý với Phú là nếu mà chúng ta làm mà nó hiệu quả trong những tháng đầu tiên, 1 đến 3 tháng đầu tiên, thì như vậy chúng ta có tinh thần để chúng ta làm không? Còn ví dụ chúng ta mất 6 tháng 1 năm mà nó không hiệu quả thì chúng ta nản liền đúng không ạ? Nên là với trường phái xây kênh này, nó tập trung vào chuyển đổi hơn là như vậy. Chúng ta xây kênh chuyên gia, lại hướng dẫn họ làm, vẫn có video triệu view nhé. Hướng dẫn họ làm vẫn có nhiều video triệu view là chuyện bình thường, ok không ạ? Nhưng mà không có video triệu view hàng chục ngàn view hoặc là trăm ngàn view giống như An Lạc Tâm thì cũng đã hiệu quả, nó chuyển đổi rồi. Mình phải kết hợp với quảng cáo nữa thì nó mới đi nhanh nha. Để dùng đòn bẩy về quảng cáo nha. Đấy, thì đó là cái điều tuyệt vời. Thế vì trường phái về sát thủ video reel nó sẽ được cụ thể thông qua cái tam giác này này, chuyển đổi cao á, thì hai vòng tròn đó thì nó sẽ kết hợp như này. Cái điều đầu tiên thì anh chị phải hình dung là cái nội dung của chúng ta cần phải nó phải giá trị. Có video bán hàng hay không bán hàng, hay là xây kênh, thì nó vẫn phải mang lại nội dung hữu ích với khách hàng. Nội dung phải hữu ích và giá trị thì nó hơn danh tiếng. Ở đây chúng ta cần phải tạo ra những nội dung giá trị và hữu ích với khách hàng, giải quyết vấn đề cho khách hàng, hoặc là mang lại cái giải pháp gì đó giúp ích được cho khách hàng, thì đó là cái nội dung giá trị nhá. Nhưng mà đấy, và
Cái điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta tạo ra được hữu ích rồi thì chúng ta cần phải trình bày nó dễ hiểu và thú vị. Thì ở đây các chị hình dung là how I thì nó quan trọng hơn how to, là cách mà tôi đã làm ấy, kể chuyện là cách mà tôi đã làm. Các chị có nhớ về chữ real không ạ? Chữ đầu tiên của real là kể chuyện đúng không ạ? Chúng ta hãy chia sẻ cách mà tôi đã làm chứ không phải là thay vì là cách làm nó như thế nào. Hiểu không ạ? Cách mà tôi đã làm là tôi đã làm đó như thế nào, tôi đã xây kênh bán hàng thành công ra sao. Đấy thì rất nhiều cái story như vậy đúng không ạ? Những cái video như vậy đúng không ạ? Chúng ta thay vì chúng ta cứ nói thì kiểu chuyên gia mà chúng ta nói thì kiểu không có cảm xúc, thì chúng ta hãy nói một cách là cách mà tôi đã làm thay vì là làm như thế nào. Đúng không các anh chị hiểu không ạ? Cách mà tôi đã làm như thế và làm như thế nào. Anh chị lưu ý giúp Phú là như vậy, là chúng ta hãy đưa cái câu chuyện của mình vào, nó gần gũi, nó chạm tới khách hàng, đồng cảm với khách hàng bao nhiêu thì tỷ lệ chuyển đổi càng cao bấy nhiêu. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta có thể đi học của người khác, nhưng hãy nhớ rằng là chúng ta phải làm mới, cho nên chúng ta cần phải làm cho nó sáng tạo hơn, khác biệt hơn, độc đáo hơn. Ví dụ như nãy là remix ấy, là chúng ta học cái nội dung của họ nhưng mà chúng ta có thể làm sáng tạo hơn về cắt ghép sáng tạo, hoặc chúng ta có thể học idea của họ về chúng ta tự làm lại được không các anh chị? Chúng ta học cái idea của họ về chúng ta tự làm lại, chúng ta có tiết kiệm được thời gian công suất không các anh chị? Nhưng các anh chị đồng ý với quan điểm này của Phú thì comment số 4 đi. Chúng ta học những idea xuất sắc của họ, sau đó chúng ta về chúng ta làm thì khả năng mà tỷ lệ cao chúng ta sẽ làm ra những video lên xu hướng không? Tại video nó đã được kiểm chứng hiệu quả rồi, đúng không ạ? Đã được kiểm chứng hiệu quả bởi rất nhiều khách hàng rồi thì khả năng thành công nó sẽ cao hơn đúng không ạ? Thì đó là con đường nhanh hơn, cách nhanh và nhanh hơn để chúng ta hiệu quả. Và cái tư duy ở đây các anh chị hình dung là chúng ta cần phải trở thành người cho đi thay vì săn bắn. Chúng ta tập trung vào làm ra những nội dung tạo ra sự biến đổi khách hàng thay vì cung cấp thông tin, vì thông tin như hiện tại nó có đầy. Nhưng tập trung vào chuyển đổi nó có quan trọng, có nghĩa là sự biến đổi về cuộc đời khách hàng á. Nên chúng ta phải làm sao á, trong họ xem video á, họ phải học được một bài học gì đó, hoặc là họ phải làm được một cái điều gì đó có ý nghĩa với họ, nghĩa là nó sẽ giúp cho đạt được kết quả lớn hoặc là giảm đi nỗ lực và thời gian công sức của họ. Các anh chị hiểu chỗ này không ạ? Làm biến đổi cuộc đời của khách hàng của mình ấy, làm sao để cho họ đạt, làm nhanh chóng đạt được những kết quả của họ nhanh chóng trong thời gian ngắn, tốn ít thời gian công sức và nguồn lực. Đấy thì mình phải chia sẻ và suy nghĩ tìm những giải pháp tốt nhất để giúp cho họ đạt kết quả. Là chúng ta tập trung vào biến đổi, sự biến đổi của khách hàng giúp cho họ trở nên tốt hơn thay vì chỉ có thông tin. Và khi mà chúng ta tập trung vào biến đổi như vậy, chúng ta sẽ tạo ra sự chuyển đổi cho doanh nghiệp chúng ta, bởi vì họ tin chúng ta là chuyên gia, họ thấy chúng ta hữu ích, và khi đó họ có thể mua hàng của chúng ta, và khi đó họ có thể làm gì nữa. Ngay cả khi họ không mua hàng của chúng ta thì họ sẽ làm gì các anh chị ạ? Họ sẽ giới thiệu cơ hội kinh doanh cho chúng ta, họ sẽ giới thiệu bạn bè đúng không ạ? Thì họ sẽ nhớ về chúng ta, họ sẽ đi giới thiệu chúng ta. Khi mà chúng ta làm cho họ biến đổi, họ thay đổi tốt hơn, thì họ sẽ không ngừng nói về chúng ta. Các anh chị hãy ghi về điều này. Khi mà họ khách hàng, khi chúng ta làm cho khách hàng họ biến đổi, họ thay đổi, thì họ sẽ không ngừng nói về chúng ta. Khi có ai đó hỏi về ai làm Facebook đi hiệu quả, các anh chị sẽ ngay lập tức nói là thầy Phú, đúng rồi các anh chị. Nếu anh chị nhận được giá trị của Phú thì anh chị sẽ nói là ai làm Facebook đi hiệu quả, họ hỏi là bây giờ xu hướng reel đang phát triển như vậy, mày có biết ai làm reel hiệu quả không, họ sẽ giới thiệu là Phú. Các anh chị hiểu không ạ? Tại vì sao? Chúng ta đang biến đổi cuộc đời khách hàng của chúng ta. Các anh chị hiểu về điều này nhé. Chúng ta đang biến đổi khách hàng của chúng ta, biến đổi cuộc đời của khách hàng thông qua việc chúng ta cung cấp những cái giải pháp hữu ích cho họ, đúng không ạ? Hãy lưu ý về điều này, hãy lưu ý về điều này, ok không ạ? Thế thì đây là cái tư duy của sách thủ video, phải là người cho đi không phải là săn bắn, tập trung vào sự biến đổi khách hàng thay vì chỉ cung cấp thông tin thường trú. Thông tin thì có đài trên mạng xã hội, bây giờ thậm chí là nó bị ngộ độc thông tin luôn các chị. Chúng ta cần phải sắp xếp lại cái lộ trình đó, từng bước để giúp cho khách hàng họ đạt kết quả nhanh chóng, tốn ít thời gian và công sức nhất có thể. Các chị hiểu về điều này không ạ? Đó là cái điều quan trọng nha. Đấy, và chúng ta hãy tập trung vào chuyển đổi. Từ cái việc biến đổi đó, khách hàng họ tin tưởng chúng ta, họ sẽ chuyển đổi hoặc là họ sẽ giới thiệu đơn hàng chúng ta, ok không ạ? Đó là tam giác cực kỳ quan trọng nha. Thế thì vòng đầu tiên chúng ta sẽ cái vòng tròn đầu tiên là chúng ta cần phải xây kênh video để trở thành sát thủ video theo trường phái chuyên gia đấy. Sát thủ sẽ thì chúng ta cần phải xây dựng hình ảnh chuyên gia, đúng không ạ? Các chị bây giờ chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu và trở thành hình ảnh chuyên gia thì thông qua việc là chúng ta cung cấp những thông tin hữu ích, và sau là những cái tài năng, cái năng lực của chúng ta giúp được gì cho họ thì họ mới tin, đúng không ạ? Ok, thế thì chúng ta cần phải hiểu được là bất kỳ nền tảng nào nó cũng có cái thuật toán, và chúng ta phải hiểu là để mà có video hàng trăm đến hàng ngàn triệu lượt view á, thì chúng ta cần phải hiểu được là cái thuật toán của nó sẽ phân bổ như thế này. Anh chị hình dung là nó sẽ có những cái quy trình để đo lường. Ví dụ như khi mà dưới 1.000 lượt xem, nếu video của chúng ta hữu ích á, giá trị á, thì nó sẽ phân phối trên 1.000 lượt xem, 10.000 lượt xem. Rồi nếu như á, mà đạt 10.000 lượt xem mà nội dung của chúng ta nó đánh giá nó hữu ích nữa,
thì nó tiếp tục đề xuất lên 100.000 lượt xem và nó sẽ tiếp tục lên đề xuất lên 1 triệu lượt xem. Thì cái cơ chế nào để nó đánh giá rằng nội dung có hay hay không hay, thì ở đây các anh chị hình dung là đây này, cơ chế mà đánh giá nội dung có hay không hay là ở đây các anh chị nha, là tỷ lệ họ xem có hết cái video không, họ có xem đi xem lại nhiều không, họ có thả tim, họ có bình luận, họ có chia sẻ, họ có dừng nhạc hay không, họ có follow kênh hay không, thì nó sẽ tạo ra cái sự chuyển đổi là họ, cái nền tảng mới đánh giá là nội dung nó hay hay không hay. Các anh chị hiểu không ạ? Nội dung có hay hay không hay nó liên quan đến cái điều này, liên quan đến cái tỷ lệ xem hết video, xem đi xem lại không, thả tim, bình luận, chia sẻ, có dùng nhạc, có follow hay không. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Và nếu như anh chị mà muốn có video lên xuống thì phải làm cái điều đó, ok không ạ? Và cái điều cực kỳ quan trọng nữa, thuật toán của nó sẽ gắn mát cho cái tài khoản, nó giống như gắn mát áo quần ấy. Thì nếu mà chúng ta làm về chủ đề về xây dựng đi, thì chúng ta hãy tập trung nhất quán với chủ đề là xây dựng đó, để cho hệ thống nó nhận diện là chúng ta làm về xây dựng, và những ai có nhu cầu về xây dựng nó sẽ phân phối, chứ không phải là chúng ta làm theo kiểu là lang mang lung tung linh tinh. Trừ khi chúng ta làm vlog nhé, làm vlog cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ có được phép như vậy. Còn khi chúng ta làm theo kiểu chuyên gia bán hàng thì chúng ta cần phải chuyên về một lĩnh vực, giống như Phú chỉ chia sẻ về cách làm video và video reel thôi, đặc biệt là video reel đấy. Chúng ta phải gắn nhãn mác để hệ thống nó nhận biết và nó phân phối chúng ta hiệu quả. Còn ví dụ, Phú lấy ví dụ nha, nếu như các anh chị có sản phẩm mà trắng nhà mà phân phối cho châu Phi thì có để chuyển đổi được không các chị? Đó là bây giờ chúng ta cứ chia sẻ về những cái phương pháp để trắng nhà nhưng nó phân phối sai đối tượng cho người châu Phi, họ có mua hàng của chúng ta không các chị? Không, đúng không ạ? Phân phối sai đối tượng rồi, nó không nhận diện được cái đối tượng của chúng ta đang cần tiếp nối là ai, thì như vậy nó sẽ không có tạo ra chuyển đổi được. Nên các chị cần phải lưu ý cái điều đó cho Phú, và chúng ta cần phải nhất quán với nội dung, thì cái chìa khóa là như vậy. Thế thì đây là cách mà Facebook đã phân phối nội dung này, thông qua nãy giống như Phú nói là cái khả năng là nhấp ấy. Là có nhấp vào, tỷ lệ họ nhấp vào bài viết có nhiều hay không, khi xuất hiện video khả năng nhấp bài viết có nhiều hay không, và họ có dành nhiều thời gian cho bài viết này không. Tại vì tất cả nội các nền tảng á, theo các anh chị là các nền tảng kinh doanh, cái bản chất cốt lõi của kinh doanh trên nền tảng nó là gì anh chị? Bản chất cốt lõi của nền tảng các kinh doanh là gì anh chị? Theo các anh chị là gì anh chị? Kinh doanh dựa trên cái gì anh chị? Đúng rồi, giữ cho người dùng, đúng không ạ? Và cái điều được tuyệt vời nữa là gì ạ? Kinh doanh dựa trên thời gian của người dùng các anh chị. Chúng ta càng giữ chân thời gian càng lâu càng tốt thì chúng ta sẽ càng bán được hàng, thì chúng ta sẽ càng được nền tảng yêu thích các anh chị. Vì sao các anh chị? Nếu như nó không giữ chân được khách hàng thì làm sao nó bán được quảng cáo, và nếu mà không bán quảng cáo thì làm sao mà nó giàu được các anh chị? Các anh chị hình dung ạ? Thì chúng ta cần phải nhớ rằng là tất cả nền tảng là kinh doanh dựa trên cái thời gian sử dụng của người dùng. Đấy, dựa trên thời gian sử dụng người dùng. Thì nếu mà có nhiều người dùng và nhiều người họ xem video, họ dành thời gian họ lướt ấy, thì như vậy nó mới chiến thắng. Nên là tại sao Facebook nó phải là all in one tất cả mọi thứ vào trên cái nền tảng của nó là như vậy, bởi vì nó muốn giữ chân người dùng của nó cách lâu nhất có thể. Và cái nền tảng của Facebook là cực kỳ về liên quan đến tương tác nữa, thì chúng ta phải cần phải thấy về những cái lượt like, được bình luận, được chia sẻ, đúng không ạ? Và khả năng và cho thấy rằng cái nội dung chúng ta chứa nhiều thông tin. Thì có một cái mẹo ở đây các chị có để ý rằng là khi mà chúng ta xem video hoặc chúng ta xem bài quảng cáo, chúng ta hãy xem bình luận, đúng không? Anh chị có xem bình luận không? Thì các anh chị hãy nhớ rằng là chúng ta để tăng cái lực nhấp và tăng cái lực mà họ ở lại lâu video, thì một cái mẹo ở đây ấy, và họ xem được nhiều thông tin ấy, thì cái mẹo ở đây là chúng ta comment nhiều thông tin hữu ích ở dưới bài viết, ở dưới comment nha, bình luận nhiều thông tin hữu ích ở dưới video nha, bình luận. Cái mẹo nha, cái mẹo nha, nhớ nha, cái mẹo này này, những người mà rời đi sớm ấy, họ mất cái mẹo đi, và họ mất đi cái bí quyết để họ tăng view, tăng lời xuống. Có nghĩa là hãy comment, chúng ta hãy comment rằng là nhiều nội dung hữu ích ở dưới cái bài đăng ấy, để cho khách hàng họ xem video chúng ta họ ở lại lâu hơn. Nhiều nội dung hữu ích ở dưới cái bài đăng chúng ta. Chưa? Đấy, một cái mẹo đấy, một cái bí quyết đấy, bí quyết nghề đấy. Lớp chuyên sâu cũng mới chia sẻ đấy. Mà các anh chị là được nhận bí quyết đấy. Các anh chị là được nhận bí quyết vàng của Phú đấy. Ok không ạ? Rồi, và nó cũng sẽ đánh giá này, nội dung này có phải câu view không? Nếu mà câu view thì nó sẽ chặn nha, nội dung này có chứa lấy những website bị chất lượng thấp không? Thì đây là điểm trừ, còn đây là 4 cái điểm cộng nha. Thì điểm trừ, đây là 4 điểm cộng. Chúng ta cần phải làm 4 cái điểm cộng này và tránh 2 điểm trừ đó. Nội dung có phải câu view không? Có vi phạm chính sách không? Đấy thì vi phạm chính sách là những cái chính sách như này. Đấy, ví dụ như đây là những chính sách ví dụ như là tự hại này, tự tử này, quấy rối
với tình dục sexy này, mà cái này là chúng ta hình ảnh tỏa thân này, chúng ta phải bỏ cái yếu tố này nhé. Tại chúng ta phải lưu ý là không được đụng những cái chủ đề mà liên quan đến trái pháp luật và trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thì như vậy thì nền tảng nó mới được đề xuất, còn không ấy thì chúng ta sẽ bị khóa kênh. Thì có một cái ông anh là ông có cái kênh đến 4 triệu follow, nhưng mà họ lay nhé, quay video mà dính ngay là có cái lon bia á, nhưng mà không phải bằng của mình, bằng bên cạnh ấy, thì cuối cùng là kênh nó bị xóa luôn các chị ạ. Cái video nó bị xóa luôn. Là muốn phát triển bền vững thì phải tuân thủ luật chơi của nó, còn không thì chúng ta sẽ bị đào thải thôi. Ok không ạ? Và cái điều tuyệt vời nữa, chúng ta cần phải làm và chuẩn hóa cái hồ sơ chúng ta. Ở đây chúng ta phải có ảnh đại diện và ảnh bìa. Ví dụ chúng ta làm nền thương hiệu cá nhân ấy, thì chúng ta phải có cái hình bìa đấy, rất là tươi đúng không ạ? Hoặc là phải có cái hình đại diện và ảnh bìa nó phải rất là chuyên nghiệp, nó phải uy tín đúng không ạ? Và nó có phần bio, phần mô tả thông tin phải đầy đủ thì họ mới tin tưởng chúng ta, tỷ lệ chuyển đổi nó mới cao. Đấy, thì tương tự như vậy chúng ta cần phải có tên lĩnh vực của chúng ta, điểm mạnh của chúng ta phải sâu đây để khách hàng họ tin tưởng và họ có thể chuyển đổi được. Ok không ạ? Rồi, thế thì ngày hôm nay Phú sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái kỹ thuật để giúp cho các anh chị có thể là hack video sốc triệu view. Đầu tiên á, là Phú sẽ đi về cái lý thuyết và giúp cho cái việc này á. Nghĩa là một trong những huyền thoại, một trong những bậc thầy về kinh doanh ở trên thế giới đó là Tony Robbins. Ông chia sẻ nhé, nếu như bạn muốn thành công với tất cả những việc mà bạn cần làm là hãy tìm tới những người mà họ đạt được những kết quả mà bạn mong muốn á. Sau đó hãy sao chép họ, copy họ thì bạn sẽ đạt được những điều mà bạn muốn. Nghe ở đây á, là nếu mà mình muốn kinh doanh thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy tìm tới những người mà đã thành công trong lĩnh vực của mình, sau đó mình học hỏi, mình sao chép của họ thì mình sẽ đạt được những điều mà mình muốn. Tương tự, cách nhanh nhất để bạn có được những video triệu view trong lĩnh vực của mình là hãy bắt chước và làm theo những người đã có video triệu view trong lĩnh vực của mình. Hồi nãy vừa nhận ra đấy, chúng ta có thể kiếm ở trên TikTok, Douyin Trung Quốc, và đó là cách mà em gái Phú đã làm và tạo ra những kênh follow rất nhiều triệu view. Và hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng là TikTok của thế giới thì chúng ta sẽ bằng tiếng Anh đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm nền tảng khác và chúng ta đem về reel, bởi vì TikTok nó đi trước reel các chị nhung mà, chúng ta phải đem những cái khác nó về. Chúng ta có thể kiếm trên Instagram, trên Pinterest, chúng ta có thể kiếm trên reel của Việt Nam nữa, reel nữa, để chúng ta tìm ra những cái kênh mà thành công, sau đó chúng ta học hỏi và chúng ta thành công, mà chúng ta học hỏi và chúng ta phát triển nhé. Ok, và một trong cái phương pháp này cũng đã truyền cảm hứng rất nhiều, và từ ông đây một cái Russell Brunson, ông khá là thành công và cuốn sách là nổi tiếng về bí mật com, bí mật chuyên gia, bí mật châu Phi, và rất nhiều cái nội dung về chi cách để gọi là hack phễu của người khác, thành công người khác và tạo ra những cái phễu chuyển đổi cao. Ok không ạ? Ở phương Tây thì chúng ta thấy rồi đúng không ạ? Phương Đông thì chúng ta thấy rằng ở phương Đông thì có thầy Trần Việt Quân để chia sẻ về phương pháp quan sát phân tích đúc kết của Đức Phật, để chúng ta có thể quan sát những vị nhân, những người thành công mà học hỏi họ, phân tích họ những cái điều thành công của họ và đúc kết những cái công thức để chúng ta có thể những cái bí quyết của họ để chúng ta ứng dụng và chúng ta thay đổi và phát triển mạnh hơn đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể thấy rằng là những người thành công giống như Warren Buffett, giống như Steve Jobs để nói về cái phương pháp này, nghệ sĩ giỏi là sao chép tác phẩm, nghệ sĩ vĩ đại là lấy trộm ý tưởng, chúng ta không xem việc ăn cắp những cái tác phẩm của người khác là nổi dùng. Ok không ạ? Và đặc biệt nữa là khi được hỏi bí quyết đầu tư thành công của Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, ông chia sẻ rằng là ông chỉ đơn giản là kết hợp những bí quyết hiệu quả nhất của những hai bậc thầy này thì ông sẽ có được cái hiệu quả. Thế này ông mới có là công thức của Warren Buffett là 75% của Graham mà 25% của Visser. Sau này thì có công thức xây kênh riêng của Phú là gì ạ? Nhưng mà Phú có một cái học viên là doctor kênh trị liệu, các anh chị đã thấy đúng không ạ? Bạn này sẽ bằng là bạn doctor kênh trị liệu á, thì bạn có một cái kênh rất là tuyệt vời ở đây á, là bạn theo dõi một cái kênh Hoàng trị liệu ở Việt Nam, bạn có 100.000 follow, bạn có rất nhiều video trị liệu, sau đó là học hỏi cách của 75% của Hoàng trị liệu và 25% của ông thầy người Ấn Độ, sau đó thì tạo ra một cái phiên bản riêng của và thể hiện cách thể hiện riêng của Dr. Ken trị liệu và nhanh chóng tạo ra những video trị liệu và thu được rất nhiều khách hàng, kênh mười mấy ngàn follow rất nhanh. Anh chị hình dung là như vậy, đó là con đường nhanh nhất. Ok, và các anh chị hình dung là Edison cũng đã từng nói, Thomas Edison nhà phát minh vĩ đại nhất đúng không ạ? Ông nói là trong ngành thương mại và công nghiệp này ai cũng đều ăn cắp cả. Tôi cũng đã ăn cắp rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là bạn ăn cắp nó như thế nào. Ok không ạ? Và Picasso cũng đã từng chia sẻ như thế. Cách nhanh nhất để nghệ sĩ giỏi là sao chép, nghệ sĩ vĩ đại là người ăn cắp. Cách nhanh nhất để bạn thành công là sao chép từ những người giỏi nhất. Ở đây các anh chị hình dung về điều đó nhé. Thế thì Phú cũng đã ứng dụng và Phú cũng đã có những cái video triệu view ở bên 600.000 lượt xem và rất nhiều video được lay xuống 100.000 lượt xem nữa. Mình bắt chước và làm theo những người thành công trong lĩnh vực của mình. Sau đó thì
Ở đây là một cái bạn học viên khác của Phú cũng làm về ý, bất chước và làm theo những cái người thành công trong lĩnh vực của mình mà có những video triệu view, 2 triệu view. Rồi sau đó thì khi mình đã tìm được cái, giống như chúng ta tìm được một cái video triệu view các anh chị, giống như chúng ta đã tìm được long mạch với các anh chị. Nếu chúng ta tìm được long mạch rồi các anh chị thì chúng ta sẽ đào sâu vào, chúng ta phải xây cái nội dung theo cái hướng đó luôn. Chúng ta tập trung vào cái nội dung theo hướng đó để chúng ta sẽ liên tục có những video triệu lay xuống tiếp theo, hàng trăm ngàn lượt xem, hàng triệu lượt view tiếp theo. Đấy, và ý này cũng tương tự như vậy. Đây là công thức mà Phú áp dụng cho rất nhiều học viên. Thậm chí ở giai đoạn này chỉ cần là khi anh chị là có một cái video lên xuống, anh chị hãy làm cho Phú một cái điều này, một bí mật nữa Phú muốn tiết lộ cho các anh chị đó. Đó là chúng ta hãy trả lời comment khách hàng á. Chúng ta sẽ không bao giờ bị bí tử này khi mà có một video xuống á. Nó có rất nhiều người họ comment ở bên dưới và chúng ta hãy trả lời về comment của họ. Thì ngay lập tức chúng ta có thể tạo ra chuyển đổi rồi. Ngay lập tức chúng ta có thể tạo ra rất nhiều content hay, hữu ích và rất dễ để lên xuống. Thế thì bạn này, bạn Yến này cũng tương tự như vậy. Bạn làm chủ đề để tổ yến được tạo ra như thế nào, sau đó khách hàng nói là ui ăn yến tội quá, bạn làm là ăn tổ yến có tội hay không, và video này tiếp tục được 1 triệu lượt xem, đúng không ạ? Công thức này rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Các chị thấy điều này hay không ạ? Nếu mà hay thì hãy comment là số 3 đấy để Phú chia sẻ cách chi tiết nhé. Số 3 nhé. Ok, nếu mà các chị thấy nội dung này hay hữu ích thì comment số 3 nhé. Đấy, đầu tiên á, ok, cái điều đầu tiên mà Phú nói với các anh chị ở đây là chúng ta phải lựa chọn thị trường cho nó đúng, đó là đại dương xanh. Nếu mà Phú đi một cái thị trường hồi nãy Phú nói tại sao mới giải thích chỗ này, nếu như mọi người đều, tức là nếu như bây giờ mà Phú nhảy vào thị trường TikTok thì rất là khó, bởi vì rất nhiều người thành công. Lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực, mà đã có rất nhiều người thành công mà Phú không thể chen vào vị trí thứ ba, dẫn đến là mình có marketing kiểu gì đi mình cũng nằm trong top của marketing, và như vậy thì mình sẽ không có bán được nhiều hàng. Và thay vào đó, một cái thị trường màu mỡ hơn thì Phú lại tập trung vào reel, Phú lại không cạnh tranh với những người khác. Thì đó là cái cách mà chúng ta tập trung vào thị trường đại dương xanh, thị trường ngách. Hãy làm sao các anh chị làm sao là chia nhỏ thị trường chúng ta, càng sâu vào càng tốt, nhưng làm sao đảm bảo là chúng ta có thể ở nằm trong top 3, bởi vì không ai nhớ đến top 3 hết, ngồi top 3 cả. Anh chị hãy lưu ý về đó. Thì có một cái case study rất kinh điển, đó là kênh nến răng. Ví dụ như các anh chị về top of mind này, những cái thương hiệu mà khi khách hàng họ nhớ đến đầu tiên, thì khi mà họ nhớ về kem đánh răng họ sẽ nhớ về điều gì các anh chị? Đấy, thương hiệu nào đầu tiên các anh chị? Colgate đúng không ạ? Clorox đúng không ạ? PS đúng không ạ? Và nếu như có nhiều người họ cạnh tranh họ và họ khó khăn đi chăng nữa, họ có đổ hàng ngàn tỷ đi nữa thì cũng chết, bởi vì lựa chọn quan trọng nỗ lực, bởi vì ba cái thằng này nó ghim vào trong đầu khách hàng rất là sâu sắc rồi, rất khó thay đổi được. Thế thì chúng ta làm như thế thì chúng ta rất khó cạnh tranh, bởi vì bất kỳ lĩnh vực nào cũng đã có rất nhiều người làm, thì chúng ta phải chọn thị trường đại dương xanh, trường ngắt nhá. Thì cách mà họ đang làm rất tuyệt vời ở đây á, là họ, đó là có một cái thằng khác nó thành công hơn, đó là các anh chị hình dung đó, đó là thằng Sensodyne đúng không? Nó sẽ đi một thị trường ngách là chuyên về cái gì ạ? Chuyên về chị ebook đăng đúng không? Và nó sẽ thành một cái đơn vị thành kỳ lân mà nó thành công, nó vượt bậc đúng không ạ? Thì ở đây các anh chị cần phải lưu ý với Phú, phải chọn cho Phú một thị trường ngách mà ở đó các anh chị có thể nằm ở trong top 3, thì lúc đó anh chị hãy làm. Yeah, ok nha. Ok, đây giống như là những thương hiệu khác của Phú. Cái bước thứ hai các anh chị nên làm và phải làm, đó là chúng ta phải tìm ra 10 tài khoản nổi tiếng nhất trong lĩnh vực của chúng ta, thành công nhất trong lĩnh vực của chúng ta nha. Quy trình xây kênh là như vậy. Bước hai là chúng ta phải tìm ra 10 tài khoản mà nổi tiếng nhất trong cái ngách của chúng ta, và đương nhiên dựa trên những tiêu chí là họ phải có nhiều video, hàng trăm đến hàng triệu video, triệu view, hàng trăm ngàn đến triệu view, và có nhiều tương tác like, share, comment. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì á, nếu như họ có một video lên xu hướng là họ ăn may, nhưng họ có nhiều video lên xu hướng là họ có công thức. Việc của chúng ta là phải nhìn ra công thức thành công của họ, phải phân tích được công thức thành công của họ, thì lúc đó chúng ta mới đi nhanh được. Và nên ưu tiên cho những kênh nào mới lên, những lượng follow chưa nhiều, ở tầm khoảng vài chục ngàn follow thôi, nên ưu tiên cho những kênh đó. Bởi vì những kênh đó nó đang đúng với xu hướng của nền tảng hiện tại, nên chúng ta học hỏi thì nó dễ lên. Các anh chị hiểu không ạ? Và bước thứ ba là chúng ta có thể tìm ở trên các nền tảng Douyin, TikTok, YouTube và Reel, đúng không ạ? Và bước thứ ba là sau khi chúng ta lựa chọn 10, chúng ta hãy bỏ 7 đi. Chúng ta chỉ chọn lại 3 kênh mà chúng ta thấy là tốt nhất và phù hợp nhất với chúng ta, và chúng ta làm nha. Và với mỗi kênh, chúng ta hãy phân tích. Với mỗi kênh, chúng ta hãy phân tích điều này. Với mỗi kênh, chúng ta hãy phân tích. Và 10 cái video của họ, 10 video và nhiều lượt xem, nhiều tương tác của họ theo ba, theo những nội dung này. Chúng ta hãy phân tích là ý tưởng video của họ là gì, họ bắt đầu như thế nào, họ làm cái câu chào như thế nào,
họ kết thúc như nào, cách họ quay, họ dựng video như nào. Khi chúng ta phân tích 10 cái video của họ, chúng ta sẽ nhìn thấy được công thức của họ. Và khi chúng ta nhìn thấy được công thức của họ, thì lúc đó chúng ta mới áp dụng, chúng ta mới triển khai và chúng ta có thành công nhanh được, các anh chị hiểu không ạ? Nên ở đây chúng ta cần phải phân tích 10 cái video của họ. Hãy comment là số 10 đi ạ. Hãy comment là 10 đi, hãy comment là 10 đi. Hãy nhớ rằng là đây là bài học quan trọng nhất nha. Đây là bài học quan trọng nhất của ngày hôm nay để các anh chị có thể đi nhanh hơn. Và hãy copy từ những người thành công. Hãy phân tích 3 game, mỗi game 10 video và ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy được công thức thành công của họ. Họ bắt đầu bằng cách nào? Họ mở bài như nào? Họ thăng bài của họ như nào? Kết bài như nào? Cách họ quay dựng video như nào? Và ý tưởng của họ như nào? Thì khi đó mình sẽ nhìn rất rõ về cách thức họ làm và sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra những dung hiệu quả, copy họ. Đến giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư là chúng ta chỉ cần là bắt chước và làm theo họ thôi. Chúng ta bắt chước và làm theo họ, chúng ta có thể sáng tạo và cải tiến tốt hơn. Chúng ta nhưng mà giai đoạn đầu chúng ta hãy bắt chước và làm theo họ. Giống như cây này, bạn đã học hỏi từ gốc của Hằng, sau đó bạn sẽ tạo ra video 1 triệu view, 2 triệu view. Cây này 12 triệu view, cây này 2 triệu view. Cái tỷ lệ và xác suất thành công nó sẽ cao hơn. Các anh chị hiểu điều này không ạ? Đấy, và chúng ta cần phải bắt chước làm theo những người thành công. Và tiếp theo, bước thứ tư là chúng ta đã làm rồi đúng không ạ? Bước thứ năm chúng ta phải đo lường lại. Đo lường lại nhé. Chúng ta phải đánh giá 4 bước trên. Nếu như trong quá trình làm là phải được 50 đến 100 clip nha, thì chúng ta mới được đánh giá. Hiện tại phải 50 đến 100 clip. Và nếu như có 2 clip được lên xuống thì coi như chúng ta đã thành công ở bước khởi tạo. Còn nếu như là một chưa tới 100 chưa tới 5 video, 50 video, chưa tới 100 video thì coi như vứt đi. Đấy, nó chưa được như vậy. Hiện tại thì theo thống kê thì phải làm từ 50 đến 100 video trở lên thì hiệu quả nó mới cao được. Nó mới chuyển đổi tốt được. Chúng ta phải đặt mục tiêu phải làm 50 cái video đến 100 cái video trước đã rồi chúng ta mới tính nha. Đấy. Và điều được mạnh nhất đó là chúng ta phải xem lại những cái video nào á, là trong vòng 50 đến 100 video thì hai clip nào được lên xu hướng nhiều nhất. Chúng ta hãy tập trung kênh của chúng ta theo hướng đó. Ví dụ này có 1 triệu view thì sau đó thì họ bắt tìm tiếp tục họ tạo ra những video 1 triệu view. Khi mà chúng ta đã nhận diện ra những clip mà 1 triệu view, chúng ta hãy phát triển nội dung theo của kênh theo hướng đấy. Tại vì chúng ta đã tìm được long mạch rồi, phải đào hoàng cho tới luôn, đào cho tới, cho tới, cho tới luôn. Thì chúng ta sẽ tới rất nhiều video 1 triệu view tiếp theo, nó khả năng nó sẽ lên xuống nhiều hơn. Hoặc là chúng ta đi trả lời bình luận khách hàng, đó là cách mà chúng ta phát huy. Và đây là cái tầm quan trọng của việc là chúng ta phải làm đúng đủ đều là các anh chị. Nếu các anh chị làm đúng đủ đều, thằng Facebook nó sẽ thưởng cho các anh chị tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Đây, các anh chị sẽ thấy là thu hút được nhiều khách hàng hơn bằng việc tạo ra những nội dung chất lượng hữu ích mỗi ngày. Và chúng ta có thể là trở thành là người sáng tạo nội dung đang hot, top 1% những người sáng tạo nội dung đang hot, thì khi vậy nó mới sát và nó sẽ phát triển mạnh hơn, các anh chị hiểu không ạ? Nó mới được đề xuất nhiều và nó phát triển mạnh hơn. Và content king, các anh chị hãy tập trung vào, chúng ta thằng nào á làm video thì chắc chắn sẽ bán được hàng, không ít thì nhiều thôi, nhưng mà thằng nào lì hơn thì sản đó sẽ bán được nhiều hàng hơn. Thế thì các anh chị cần phải làm một cái quy luật ấy. Trên thế giới thì nó đã thống kê rồi, có quy luật 20 giờ và 10.000 giờ nha. 20 giờ để các anh chị có thể làm được bất kỳ kỹ năng nào, làm chỗ bất kỳ kỹ năng nào ở mức độ là căn bản nền tảng nhất. 20 giờ thì chúng ta có thể làm bất kỳ nền tảng nào. Và 10 giờ ngàn giờ để trở thành chuyên gia, để làm siêu sao, người thành công trong lĩnh vực. Hãy nhớ về điều này. Và số lần trải qua sẽ quyết định số lượng, sẽ quyết định chất lượng, các anh chị nhé. Hãy nhớ về quy luật của Mark Lenin đúng không ạ? Số lượng sẽ quyết định chất lượng. Và tần suất mình làm sẽ quyết định mình có thành công hay không. Đấy, số lần làm nó sẽ quan trọng mà sẽ quyết định cái sự thành công của mình. Thì ở đây các anh chị cần phải kiên trì và chăm chỉ làm nha. Thì đó mới tạo ra sự hiệu quả cho mình được. Ok. Ok. Bao nhiêu các anh chị thấy rằng là nội dung này hiệu quả và hay ạ? Nếu mà các anh chị thấy phần này hay thì hãy comment là số 9 nha. Và Phú sẽ đi tiếp nha. Rồi chúng ta sẽ tối ưu hóa với phần hiệu quả của video reel nha. Phần 2. Thì ở đây những cái video reel để dễ lên xuống, các anh chị nên chạy cho nó khoảng là 25.000 trên một ngày nha. Và chạy trong vòng 7 đến 10 ngày. Và sau đó mình đánh giá, mình đo lường lại những cái video nào mà nhiều lượt xem á, thì chúng ta sẽ có thể là làm chạy thêm tiền, hoặc là chúng ta sẽ phát triển nội dung theo hướng đó. Đó là cách mà chúng ta sẽ làm. Và cái điều tuyệt vời nữa là các anh chị sẽ, đây, phương pháp đầu tiên là chúng ta chạy để video nữa. Có hai mục đích của chạy quảng cáo là chạy để video lên xuống, và thứ hai là chạy để tạo ra chuyển đổi cao. Thì đây là những cái học viên của Phú đã chạy quảng cáo chuyển đổi cao bằng cách đó, tạo ra những nội dung
để làm khách hàng họ tin tưởng và bán hàng. Thì nếu mà chúng ta khách hàng á họ lạnh, họ chưa biết chúng ta, thì chúng ta cần phải cung cấp những nội dung hữu ích cho họ để họ biết chúng ta. Và nếu mà họ đã biết chúng ta rồi, họ chưa tin tưởng, chúng ta phải cho họ thấy cái niềm tin để họ tin tưởng chúng ta. Và nếu như họ đã muốn mua hàng rồi, thì chúng ta phải đưa cho họ một cái offer chào hàng đặc biệt để họ mua hàng của chúng ta. Đó là lạnh là họ chưa biết chúng ta, ấm họ biết rồi nhưng mà họ chưa tin, họ chưa mua. Nhưng mà nóng là họ muốn mua rồi. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải lưu ý về cái điều này nha. Đấy, chúng ta phải chạy mồi á. Này có bạn thì nên nói đúng là chạy mồi á. Thì ở đây bạn nẹn thùng việc, bạn ấy đã chạy quảng cáo chuyển đổi và nó rẻ hơn rất nhiều before nhé, rất nhiều. After là bạn đã chạy rẻ hơn 5 đến 6 lần. Đấy, và bạn mỹ phẩm Kick Me. Đấy, làm chạy quảng cáo rẻ hơn rất là nhiều. Đấy. Ban đầu là chạy đến cả 100.000, nhưng mà sau đó thì chạy rẻ hơn rất 5 đến 10 lần. Hoặc các anh chị sẽ thấy rằng là đây nhiều học viên khác nữa, trước và sau các anh chị thấy này, trước là chạy 85 88 ngàn mà sau là 20 ngàn, chạy gấp 4 gấp 5 lần đúng không ạ? Rồi anh Phong nói này, thay vì cứ ngồi thắp hương đợi video lên xuống, anh Phong là chồng của chị Diệu Hoa dạy con đường ngủ cũng nha. Nếu mà mình cứ ngồi thắp hương mình không có chạy mồi thì video nó khó lên xuống đó. Thì mình cần phải chạy mồi, và đặc biệt cái chạy video reel thì nó rẻ. Chạy thằng mà không reel 63 ngàn, chạy reel thì còn có 8 đến 10 ngàn. Đây các anh chị sẽ thấy là đây học viên khác của Phú chạy quảng cáo rất rẻ với reel, nên các anh chị cần phải đẩy mạnh reel nhé. Rồi thì cái cách mà mình làm ở đây ấy, thì chuyện là các anh chị cần phải chạy lượt xem, bởi vì nó rẻ nên nó phủ thị trường, nó tăng độ nhận biết. Và ở đây các anh chị cần phải tạo ra những nội dung giá trị với khách hàng để họ tin tưởng, họ mua hàng để họ tin tưởng chúng ta, họ biết chúng ta. Và đây là những cái video theo kiểu review top 3 những màu son như thế nào, bestseller nhất, hiệu quả nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm những nội dung hướng dẫn đây. Đây chúng ta đúng là cái phần chúng ta nói đây, hướng dẫn cách làm đây, hướng dẫn cách chọn son, test son. Đấy thì đó là cái phần chia sẻ. Hoặc là với nệm thường việc như vậy, họ cũng chia sẻ về hướng dẫn cách chọn nệm, test nệm như thế nào cho chất lượng và hiệu quả. Ok không ạ? Và ok, nếu mà thị trường ấm ấy, thì chúng ta bắt đầu là họ biết chúng ta rồi, chúng ta chạy quảng cáo bán hàng. Thì ở đây chúng ta phải có những chương trình ưu đãi, những chương trình bán hàng và những cái chính sách để giảm cho họ, giảm nỗi lo, ví dụ như là bảo hành, đổi trả, giảm tiền. Đây, họ có thể chạy quảng cáo bài viết hoặc là video hoặc là hình ảnh. Các anh chị sẽ thấy rằng là hiệu quả chuyển đổi sẽ rất là cao. Đấy. Chạy những chương trình khuyến mãi giảm 50%, giảm 45% chương trình quà tặng để chúng ta thúc đẩy cái quá trình họ mua hàng. Bởi vì sao ạ? Họ đã biết rồi, họ đã tin rồi, thì khi có một cái offer, một cái lời chào hàng hấp dẫn thì họ dễ chuyển đổi hơn rất nhiều. Mà các anh chị hình dung như thế này nè, khách hàng nó sẽ bám đuổi, thằng Facebook nó sẽ bám đuổi chúng ta. Có nghĩa rằng á, giả dụ như các anh chị mà ngày hôm nay các anh chị vừa follow một cái kênh gì đó về túi sách thì có thể là ngày mai các anh chị sẽ thấy rất nhiều cái quảng cáo về túi sách, đúng không? Đúng hay rất đúng ạ? Nếu mà các anh chị nói, nếu mà đúng thì hãy comment là yes nha. Nếu mà các anh chị thấy đúng thì hãy comment là yes. À, nếu mà chúng ta chỉ cần quan tâm về áp dụng cho tất cả lĩnh vực người dùng nha, làm video review là tất cả nền tảng luôn. Yes, chúng ta chỉ cần quan tâm về túi sách hoặc là cái quần áo gì đó thì ngày hôm sau ngay lập tức là trên Facebook chúng ta tràn ngập về cái nội dung về chủ đề đó. Thì ở đây cũng tương tự như vậy, khi chúng ta thả đi một cái mồi câu đấy, thả con tép đấy, là bắt đầu là thu hút nhiều đám đông họ tới họ xem video chúng ta, và nền tảng nó sẽ biết là ông này quan tâm đến cái chủ đề này, ông quan tâm đến cái nội dung của mình, thì lúc đó mình lại tiếp tục tạo ra nội dung và bán hàng, thì nó bám đuổi họ, tạo ra chuyển đổi, đúng không ạ? Và có những người thì họ không mua hàng ngay lập tức, thì chúng ta lại tiếp tục phải remarketing cho họ, chia sẻ cho họ những cái chứng thực khách hàng họ dùng, họ rất là hiệu quả, họ dùng họ rất là happy. Thì đó là cái điều cực kỳ quan trọng để chúng ta tăng niềm tin và dễ chuyển đổi nhé. Thì đó là công thức mà để tạo ra hiệu quả chuyển đổi cao. Và ok, thế thì đây là những cái công cụ, và phần cuối cùng đây là phần những cái công cụ để các anh chị có thể là x3 hiệu suất làm việc, x5 đến x10 hiệu suất làm việc với video cam kết nhé, chắc chắn rồi. Đây là phần mềm không thể thiếu rồi, Rimini để các anh chị có thể tăng được chất lượng hình ảnh, ChatGPT đúng rồi, không thể thiếu ChatGPT để giúp chúng ta viết quảng cáo. Ngay cả khi chúng ta phải là một cái người mà dốt viết lách thì chúng ta có thể tạo ra những bài quảng cáo đỉnh cao với ChatGPT chỉ trong 1 phút thôi. Ok không ạ? Chúng ta có thể tạo ra những kịch bản, rất nhiều kịch bản chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Ok không ạ? Tất cả những khi chúng ta gọi là không giỏi viết lách, không biết ý tưởng thì chúng ta dùng ChatGPT, công cụ rất là tuyệt vời. Ok không ạ? Và bao nhiêu các anh chị đang thấy cái nội dung của Phú ngày hôm nay hay ạ? Nếu mà các anh chị thấy tuyệt vời
thì hãy comment là từ đầu buổi đến bây giờ thì hãy comment là tuyệt vời nhé. Nếu mà các anh chị thấy tuyệt vời hãy comment là tuyệt vời nhé. Ok không ạ? Thấy sự cho đi của Phú từ đầu buổi đến giờ tuyệt vời thì hãy comment là tuyệt vời nhé. Ok. 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 Ok, cảm ơn mọi người. Và bao nhiêu mọi người á là sẵn sàng cho Phú ít nhất vài phút để Phú có thể giới thiệu một cái chương trình tuyệt vời hơn nữa, giá trị hơn gấp 10 lần nữa, nhưng mà giá cực kỳ hợp rẻ luôn, rất là ưu đãi luôn. Bao nhiêu các anh chị sẵn sàng cho Phú vài phút để Phú có thể giới thiệu một cái chương trình cực kỳ đặc biệt nữa, có thể nó đẳng cấp hơn cái chương trình này gấp 10 lần, thậm chí rất nhiều lần. Và nếu như các chị hãy sẵn sàng, hãy comment là sẵn sàng đi, SS đi, thì Phú sẽ giới thiệu với một cái giá ưu đãi, một cái học phí cực kỳ ưu đãi mà không thể kiếm ở đâu ra được, phải chỉ duy nhất ở trong này thôi. Và nếu như các anh chị sẵn sàng, hãy comment là sẵn sàng ở bên dưới. Ok, sẵn sàng nha, hãy comment là sẵn sàng nha. Ok, Phú muốn giới thiệu với các anh chị một chương trình mà Phú rất là tâm đắc, bởi vì nó đã được đúc kết hơn sâu hơn là gần 70 chương trình coaching trực tiếp một một của Phú. Bởi vì trước đây Phú không làm những chương trình đông người đâu, Phú chỉ làm những chương trình mà cốt một một thôi. Nó đã được đúc kết từ những câu chuyện thành công của những học viên Phú và đã giúp cho rất nhiều người thành công sau hơn 70 những cái học viên cốt một một, và họ phải trả cho Phú 1.500 đến 2.000 đô để Phú có thể coaching cho họ và đồng hành cho họ và giúp cho họ đạt kết quả. Thì ngày hôm nay các anh chị có thể tham gia chương trình đó với cái mức ưu đãi cực kỳ sốc luôn, cực kỳ tốt luôn. Ok không ạ? Thế thì cách mà chúng ta làm, cái nội dung mà Phú muốn giới thiệu các anh chị ở đây là nội dung gì? Đúng rồi, đây là cái chương trình Phú muốn nói là Video Reel Mastery các anh chị, một khóa học chuyên sâu qua Zoom trực tiếp với Phú. Và Phú sẽ đào tạo và chuyển giao quy trình để các anh chị có thể xây kênh chuyển đổi cao, ngay cả khi các anh chị là người mới và chưa có nhiều follow hoặc là bắt đầu từ con số 0 luôn. Thì buổi đầu tiên ấy, thì Phú sẽ chia sẻ cho các anh chị chiến lược để giúp cho các anh chị lên xuống, cũng là 6 bước đó, nhưng mà nó cụ thể hơn rất nhiều, để từng bước cụ thể để các anh chị có thể biết được rằng là làm thế nào để chúng ta có thể học hỏi, phân tích từ những người thành công, và sau đó chúng ta sẽ làm và cho nhanh hơn. Chúng ta cũng sẽ có buổi 2, Phú sẽ hướng dẫn các anh chị quay dựng điện thoại trên, quay dựng trên điện thoại và hướng dẫn mình edit cap kết luôn, đúng không ạ? Bình thường nếu các anh chị học một lớp cap kết này, quay dựng điện thoại thôi cũng đã mất 3 đến 5 triệu rồi, đúng không các anh chị? Đấy, các anh chị có đồng ý không ạ? Và cái điều thứ ba, Phú sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái chiến lược và hướng dẫn cầm tay chỉ việc để các anh chị có thể là cầm tay chỉ việc để các anh chị có thể chạy quảng cáo hiệu quả với video reel, với chiến dịch, với chiến lược đánh trận du kích. Và cái chiến lược này đã giúp cho rất nhiều người họ chạy quảng cáo hiệu quả, họ chạy để có nhiều video lên xu hướng, và họ chạy để họ tạo ra chuyển đổi đơn hàng ngay từ những tháng đầu tiên. Ok ạ. Và điều tuyệt vời nữa là các anh chị sẽ được buổi thứ tư, các anh chị sẽ học cách để sử dụng AI để x5 x10 hiệu suất, giống như Phú nói hồi nãy rồi đó. Chúng ta có thể làm là dùng ChatGPT để nó viết bài, chúng ta tìm ý tưởng như chúng ta đó. Và chúng ta có thể dùng nó để viết kịch bản, dùng nó để chúng ta có thể edit video, đúng không ạ? Chúng ta làm video, nhưng đương nhiên duy nhất một cái mà nó không thể làm chúng ta đó là xuất hiện, là chúng ta phải show up bản thân chúng ta ra nhé. Nếu mà với trường phái chuyển đổi cao của Phú, nhất định các anh chị cần phải show up bản thân của chúng ta ra, phải thể hiện bản thân của chúng ta, phải gọi là chọn mặt cửa vàng mà các anh chị. Nếu mà chúng ta muốn mà có nhiều khách hàng họ mua hàng thì phải chọn mặt cửa vàng, thì họ thấy được cái bản thân chúng ta, thấy chúng ta trên internet, họ thấy mặt của chúng ta thì mới chuyển đổi. Thì Phú sẽ hướng dẫn cho các anh chị có thể x5 x10 hiệu suất thông qua AI. Thì bây giờ chúng ta không dùng AI thì rất là lãng phí. Và đặc biệt nữa là Phú sẽ khám kênh và tư vấn định hướng trực tiếp cho từng học viên nha, cho từng học viên khám kênh, tư vấn định hướng xây kênh phát triển như thế nào cho từng học viên. Đấy là khóa chuyên sâu trong 4 buổi các anh chị sẽ được học trực tiếp với Phú, hoàn toàn từ Phú nha, không phải là người khác. Ok không ạ? Thế thì đây là những nội dung chi tiết chúng ta sẽ cần phải biết như thế nào để tạo ra những nội dung chuyển đổi cao và đạt được hiệu quả cao. Chúng ta cần phải biết được kỹ thuật để quay dựng edit video bằng cách đó như thế nào, quay dựng như thế nào để chuyên nghiệp như một cái
Thay vì chúng ta phải dùng những cái máy ảnh đắt đỏ thì chúng ta có thể quay điện thoại đã có thể chuyên nghiệp rồi, đúng không ạ? Và điều đặc biệt nữa, chúng ta sẽ có những kết quả chạy quảng cáo hiệu quả, thúc đẩy hiệu quả nó sẽ chuyển đổi nhanh hơn. Và buổi thứ tư, các anh chị sẽ dùng AI và giúp cho Phú sẽ giúp cho các anh chị khám phá ra những bí mật của AI để giúp chúng ta có thể tăng được ít 5, ít 10 hiệu suất làm việc. Và quan trọng nhất của quan trọng là Phú sẽ khám kênh tư vấn trực tiếp cho các anh chị. Đây là cái khóa học. Đấy là cái phần này thì đa phần chỉ dành cho những học viên cốt mọc một, những học viên phải trả 1,5 đến 2,000 đô họ mới được học với Phú. Tuy nhiên các anh chị cũng đã được cái đặc quyền như này, Phú sẽ khám kênh và định hướng cho các anh chị. Và duy nhất hôm nay thì vào đây sẽ có những rất nhiều quà tặng sẽ dành tặng cho các anh chị. Duy nhất trong cái buổi đào tạo Zoom này, và các anh chị sẽ học được cái chương trình với giá cực kỳ ưu đãi, cái chương trình 4 buổi học với Phú và cộng với những cái quà tặng như thế này, các anh chị sẽ học với anh chị sẽ được học qua bộ video hướng dẫn cách edit video bằng cấp kết và đã qua sẵn. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì trong chương trình Zoom với các anh chị hình dung ấy là nó có thể rằng là cái nó về kỹ thuật mà thì nó sẽ thực hành có người nhanh có người chậm, đúng không các anh chị? Thì nếu mà có người nhanh có người chậm ấy thì vừa hướng dẫn cho các anh chị và sau đó là gửi video để các anh chị có thể học, các anh chị có thể làm đi làm lại quen chỗ nào mình xem lại chỗ ấy, đúng không ạ? Và các anh chị cũng có thể học một cái khóa là chạy quảng cáo chuyên sâu với Phú. Đấy thì tặng với khóa học để các anh chị có thể học. Và cái điều đặc biệt nữa là các anh chị những cái khóa học này á, bởi vì cái chương trình này sẽ diễn ra ở cuối tháng vào ngày 28, nên là Phú sẽ các anh chị học ấy, là các anh chị sẽ được cấp tài liệu trước, được tặng những khóa học này trước để các anh chị có thể học để gia tăng cái hiệu quả cho nó tốt. Và khi đó các anh chị học trực tiếp thì hiệu quả nó sẽ cao hơn, thì các anh chị sẽ được Phú tặng những chương trình mà đào tạo về video reel, đào tạo về quảng cáo. Các anh chị sẽ được học trước người khác, và sau đó khi học thực chiến với Phú thì các anh chị sẽ đã có nền tảng là các anh chị sẽ học nhanh hơn và hiệu quả sẽ cao hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo Phú sẽ tặng cho các anh chị một bộ content hơn 200 tiêu đề nội dung để chúng ta có không bao giờ bị bí ý tưởng nữa. Đấy, và chúng ta cũng sẽ có 200 ý tưởng làm daily vlog cho những anh chị mà lúc nào cũng nghĩ là chúng ta bí ý tưởng, chúng ta không có ý tưởng để làm video, thì chúng ta chỉ cần làm thế cái nội dung này và chúng ta có thể thay đổi và tạo ra rất nhiều lần như thế, có thể là 2.000 nhân 10 nữa lên, nhân 2.000 hoặc là 4.000 nội dung, là chúng ta sẽ không bao giờ bí ý tưởng. Đây những tài liệu cực kỳ chuyên sâu, và đặc biệt hơn nữa Phú cũng sẽ hướng dẫn, cũng sẽ tặng cho các anh chị những cái video và những cái mẫu câu lệnh, các anh chị chỉ cần copy và chỉnh sửa lại ngành nghề của mình thì các anh chị có thể viết kịch bản, chọn ý tưởng, viết quảng cáo, làm nội dung. Chỉ cần là với cái kịch bản này thì các anh chị sẽ làm hiệu quả. Các anh chị có đồng ý với Phú rằng là ChatGPT ấy, thì nó chỉ là công cụ thôi không? Nếu mà đúng rồi, chúng ta cần phải học cách để sử dụng nó không? Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không biết cách để sử dụng nó thì chắc chắn rồi, nó cũng là phế liệu thôi các anh chị. Đây, ở đây chúng ta cần phải nạp vào nó những cái dữ liệu hay thì nó mới tạo ra cái quả hay này. Giống như các anh chị muốn nấu một bữa ăn ngon, chúng ta phải nạp vào những nguyên liệu nó tươi xanh, nó ngon và học cách để sử dụng chế biến thì nó mới tạo ra cái quả hay, đúng không ạ? Thì ở đây cũng có những mẫu câu lệnh sẵn để các anh chị có thể làm hiệu quả và hướng dẫn các anh chị có thể là sử dụng nó hiệu quả và tạo ra những bài content hay, chạm tới khách hàng mà đúng với lại cái nỗi đau, đúng với cái khao khát của họ, để họ có thể thấy cái nội dung chúng ta hữu ích và họ tin tưởng chúng ta chuyên gia và họ chuyển đổi đơn hàng với chúng ta. Thì đặc biệt hơn nữa là các anh chị sẽ được cấp lại video từng buổi học chuyên sâu với Phú, và các anh chị cũng sẽ được học đi học lại để nâng cao kiến thức, bởi vì các anh chị thấy rằng là marketing nó thay đổi liên tục, không các anh chị? Các anh chị có công nhận với Phú là một tháng gần đây và có thể là nó đã thay đổi rất nhiều so với những tháng trước đây, đúng không ạ? Chỉ thôi một tháng thôi mà có thể đã thay đổi từ Tết cho đến bây giờ, và trước Tết nó đã thay đổi rất nhiều, đúng không ạ? Nếu mà anh chị đồng ý thì hãy comment là chữ Y đi, là chúng ta đã thấy rằng marketing là nó phải thay đổi liên tục, đúng không ạ? Marketing là thay đổi liên tục. Nếu mà các anh chị đồng ý với điều đó hãy comment là số 1. Chúng ta phải liên tục bắt trend và liên tục phải cập nhật, đúng không ạ? Thì có một cái điều tuyệt vời nữa dành cho các anh chị á, là hãy comment là chữ Y nha. Mình để chữ chữ Y nha. Thì các anh chị sẽ có một cái điều tuyệt vời á, là sẽ được học cái chương trình của Phú hoàn toàn update. Ví dụ sau tới sẽ có liên quan đến Reel Shop, Phú sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm Reel Shop. Khi mà các anh chị học và anh chị muốn làm Reel Live, Phú sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Trong cái chương trình Reel đó, các anh chị sẽ được học lại rất là nhiều lần. Các anh chị có thể học lại
một hai lần hoặc là 50 lần, và sau đó mỗi chương trình sẽ có những cái update mới, các anh chị sẽ học được những cái kiến thức mới. Và cái chương trình này trị giá là 9 tổng chương trình mà 4 buổi đào tạo này nó đã bản chất nó đã 9 triệu 9 rồi. Nó đã 9 triệu 9 rồi. Nhưng ưu tiên cho năm 20 người đầu tiên, 20 người đầu tiên thì các anh chị sẽ được nhận ưu đãi với mức phí chỉ là 4 triệu 868. Lọc phát đó các anh chị, 4 triệu 868. Các anh chị nào đã chuyển khoản thì vui lòng các anh chị sẽ hãy nhập theo cú pháp này với Phú. Nếu như các anh chị đã chuyển khoản và các anh chị muốn chuyển khoản ngay thì hãy nhập theo cú pháp là VRM là Video Remark.